Hello mọi người. Em mới chuyển khoản chị à? Ok em, chị dâu đang like, chắc lát nữa nhận được. Hello em gái. No quá, mới đi ăn về no quá. Hello bé bông bí. Chào Nguyễn Kim, dâu chào mọi người. Hello bé Thảo Cọt. Ăn Tết vui không chị? Hello bé Ngọc Thu nha. Ăn Tết cũng vui bình thường em ơi. Hello mọi người. Cái này loa lớn dữ vậy rồi. Chấm like lên giùm dâu nha mọi người. Chấm like share like giùm em ha. Ăn Tết xong lên mấy ký nè. Em chào chị Trang. Mọi người thấy dâu cho dâu xin một chấm với lại một xe nha mọi người. Xe like giùm dâu ha. No quá. Ai thấy dâu chấm like giùm dâu nha. Chị nào thấy dâu chấm like share like giùm dâu ha. Để lên mẫu dần dần cho mọi người. Để em lên mẫu dần dần. Hello Phùng Vân. Hello em gái. Chào chị dâu khi chưa đi làm. Không xem được gì hết rồi bây giờ về xem nha bé. À. Có cái kem kẻ mắt nước giống như dâu đang xài nè. Đó, dâu đang xài đây kẻ mắt nước nè. Hôm bữa dâu nói hôm bữa mấy chị chốt nhiều, hôm bữa dâu mà. Đó, dâu đặt là đặt nguyên hộp cái gì chia cho bạn bè, chia cho chị em á. Nên là hôm bữa còn dư dạ. Dạ chị yêu ơi. Hello chị Bích, nên là đó, hôm bữa dâu đặt là đặt nguyên hộp, một hộp này là có mười mấy cây, 12 cây, 16, 12 cây gì nè, 18, 12 cây gì á. Mà hôm bữa còn dư chia hết à, còn có 2 cây thôi. Ngày hôm qua like mới bát xong mà mấy chị dành nhau mà không đủ á. Thì em nói là để em hỏi kho coi còn không, em mới lấy được 50 ngàn cây cái mắt nước dâu đang xài nè. Mắt nước dâu đang xài nè mọi người. Nhặt nốt cho tròn sổ nào. Ok chị, nhặt nốt cho tròn sổ giùm em. Đẹp lắm, hai đầu mà cái đầu nó nhọn, nói chung là nè dâu đang vẽ này mọi người, vẽ mắt nước á, nhìn mắt nó có hồn hơn một tí đúng không? Nha, hôm bữa chị nào chưa chốt được, nhiều chị lắm, bữa có hai cây mà quá trời chị dành nhau luôn. Để tí nữa lên quần áo, bây giờ đầu like dơ cái này đi, chị nào ưng thì lấy. 50 ngàn cây nha, cho em một cây ok. Nó hai đầu luôn á, một đầu để vẽ vẽ kẻ mắt nước, còn một đầu là để chị nào mà không quen vẽ cái đuôi mắt nè.
không quen vẽ cái đôi mắt thì ấn vô là nó ra cái đôi nhọn nhọn như vậy luôn, hoặc là mọi người vẽ chân mày có lem không sao dâu. À, loại này xài cũng được, nó không, nói chung là nó cũng không phải là loại chống lem, chống không lem không trôi, nó cũng không phải là loại ấy, nói chung là dâu xài được. Dâu thấy cái này là dâu vẽ hồi trưa luôn á, tối nay mới đi ăn với ông xã về tức thì không có kịp vẽ luôn, cái này là dâu vẽ từ trưa luôn á. Với lại do cơ địa nữa, ví dụ giống như là da chị nào mồ hôi dầu á, thì nó sẽ không bám lâu, nhưng mà nó không có bị lem lung tung giống như là mình đánh mascara loại dễ trôi đâu, không có phải là đụng nước vô mà nó làm con mắt nó giống như là mắt gấu trúc đâu mấy chị nha. Đâu lấy cái cây của dâu cho nó dễ nha, cái cây này lấy cây của dâu ra cho mọi người nhìn cho dễ, cái cây này nó đóng nắp lại em không có móng tay là gỡ nó hơi khó. Cho em một cây mắt nước ok 50 ngàn thôi, rẻ đẹp, nói chung là nhìn nó sang mà nè mọi người, nhìn nó sang mà 50 ngàn nha mọi người, chấm like share like giùm em đi, tại vì hôm bữa mấy chị hỏi nhiều lắm, có hai cây mà quá trời chị dành luôn nên là em mới đặt thêm một hộp về cho mọi người nè. Cái đầu này là chị nào dành cho chị nào mà không biết vẽ cái đôi á, là không biết vẽ đá đôi á, không biết đá đôi mắt nước thì mọi người ịn vô là được, xong là mở cái đầu nhọn này ra mọi người ấy lên phía trên, nói chung là mọi người quẹt ở trên đây nè, ở dưới mắt này nè đó, ở dưới mí mắt nữa ra là được, hoặc là cái đầu này mọi người có thể tán chân mày cũng được ha, hai đầu luôn 50 ngàn một cây thôi. Cái đây là cây cụ dâu rồi, chị nào lấy thì comment cho dâu nha, hôm bữa nhiều chị dành lắm dâu mới đặt á, tại vì hàng này không có bán, đâu có lấy bán đâu. Phùng Vân cây nè, chị nào lấy thì comment cho dâu nha, một hộp này có mười mấy cây à, giờ không nhớ luôn, hôm bữa nhiều chị dành lắm luôn mà giờ dâu không nhớ chị nào đặt, hôm bữa có nói là nếu có dâu không không chụp lại bình luận luôn, đó là chị nào 50 ngàn thôi. À, kẻ mắt thì nó sẽ có hồn hơn, mắt nó sẽ nhìn nhìn ấy hơn nha mọi người. Dâu thì làm đơn giản là không có viền mỹ, dâu kẻ đơn giản lắm, nhẹ 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 thôi, mọi người có thể kẻ đậm hơn một tí nữa cho đẹp. Rồi em lên mẫu nha mọi người, lên mẫu nha. Dâu có cái quần, nó là dạng quần giả váy á, nó là hai lớp luôn, hai lớp nha, quần giả váy nha, coi dạng thoải mái nè, cỡ 60 cân đổ về, nó là quần đùi nhưng mà bình thường mình nhìn vô tưởng là chân váy vì nó rũ á, quần ống rộng nha, quần giả váy hai lớp xịn sò. Rồi cho dâu con này bao nhiêu ta, bán con này 35 ngàn đi, đại đi nha, xả 35 ngàn luôn, có một cái à, cỡ 40 cân, ba mấy 40 cân tới 60 cân vừa vì nó coi dạng nha, hai lớp luôn, có lót phía trong rồi mọi người, không có sợ mỏng, có lót phía trong rồi ha. Rồi cho dâu mã này là mã đen đi, mã đen 35 ngàn mọi người, có một cái à, sót có một cái à, 35 ngàn nha. Cho dâu mã này là mã 1, ai thấy dâu không chấm dâu một cái đi, sao dâu không thấy ai nói gì vậy ta, chị nào thấy dâu không chấm nhẹ cho dâu một cái coi, chấm nhẹ đẩy view lên giùm em cái đi mọi người. Mã 1 cho chị 35 cho bé Thuận Huỳnh nè. Ba mươi lăm cho bé Thuận Huỳnh, mỗi chị đang coi like của dâu nè, một chị cho dâu xin một chấm một xe nha, dâu xin một chấm một xe nha. Rồi mã sọc đẹp nè, một tí nữa đi sọc này, tí đầm này còn cái à, hết rồi, đầm này 60 nha. Rồi ta nói nó dễ thương lắm luôn mấy chim ơi, đầm này dễ thương lắm đó, đầm dễ thương cực kỳ luôn, bẹt vai cũng được hoặc là mặc cổ thuyền nha, chị nào không thích mặc hở thì mặc cổ thuyền, còn không là mặc bẹt vai, dễ thương cực kỳ nha. Rồi 60 ngàn cho dâu mã này là mã hoa đi, hoa 60 dài tầm ngang gối hoặc vừa qua khỏi gối tùy chiều cao, ngang gối hoặc tùy vừa qua khỏi gối là ok rồi. Em còn có một cái cuối cùng, còn một cái cuối cùng nha, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng,
cái cuối cùng ha, chị nào lấy hồng cho dâu mẹ hồng. Đầm xét. Áo ren like chưa chị? Áo ren à, chưa ha. Dâu mới đi ăn về, dâu đi ăn với ông xã, dâu với bạn của ông xã nên là mới về tức thì, dâu chưa tách hàng cho khách xong, mai đi bé. Tối mai chắc chắn luôn. Tối mai nha, chưa mai sợ like không được á. Rồi cho dâu mẹ này là mã cam nha. Con này là khoảng cỡ size hàng Quảng Châu, hàng xịn. Con này khoảng cỡ size 5-6 cân đổ về vừa nha. 55-56 cân, nếu mà cao trên 1m6 bình thường khoảng 53 cân đổ về mặt đẹp rồi. 45-53 cân em bao mặt cưng luôn. Tay của nó nè, có hai tầng, mọi người có thể phối một cái dây beo nhỏ nhỏ ngay eo vô cho dễ thương nha, có tầng. Rồi cho dâu mã này là mã cam đi, 50 cam nha, có một cái là bán 50 ngàn luôn nè. Bao đẹp, đẹp như hàng mấy chị mua trăm mấy á nha. Vải đẹp, form đẹp, xịn như hàng mấy chị mua trăm mấy giùm em. Rồi bán con này 50 ngàn luôn, có một cái thôi. Hàng của shop nó sale, có một cái rồi để 50 ngàn luôn nè. Chị nào lấy đầm cam cho dâu mã đầm cam ha. Cam 50. Cái này có một set nha, set lụa nè. Set lụa quần dài với là áo tay ngắn. Trời ơi đẹp chưa? Quần dài với áo tay ngắn nha. Rồi con này cho dâu 69.000 đi. Đây cho dâu mã set lụa nha, set lụa mấy chị ơi, 60kg đổ về. Quần dài áo tay ngắn, lụa dày nặng tay mịn nè. Rồi set lụa nha, 69.000, chị nào lấy set cho em mã set. Có một set duy nhất. Dày nha, lụa dày lắm không có mỏng. Màu nu nhưng mà dày lắm không hề mỏng nha. Chị nào thấy dâu cho dâu một chấm đi. Sao bữa nay cái like nó buồn dữ vậy ta? Sao bữa nay like nó buồn dữ vậy? Hay là mới đầu giờ nó dậy hả? Này là hàng xả đơn, là đơn của xả đơn có một cái à. Xếp 69 cho Phùng Vân, ok xả đơn nè. Rồi dâu mã hồng nha. Hồng. Vải đẹp nha, chị nào lấy con này thì biết vải nó quá đẹp luôn. Con này là vải quá đẹp luôn nha. Xịn áo len Quảng Châu, đây là chữ theo nha. Rồi cho dâu mã hồng, con này cho dâu 35.000. Rồi mã hồng đi 35 nha, bao đẹp. Bao xịn nha, vải quá xịn luôn. Chị nào lấy hồng comment mã hồng. Hồng 35. Xếp cho Phùng Vân nè. Len hồng 35, chị nào lấy thì comment nha. Rồi áo hoa Quảng Châu. Con cả đây rồi, cho dâu mã này bao nhiêu ta? 50 ngàn luôn đi cho lẹ. 50 ngàn đi, chị nào lấy hoa cho dâu mã hoa. Vải đẹp nha, lụa dày lắm. Những nói chung là áo kiểu thì mạng gì kỳ ghê á, sao kỳ vậy? Áo vô mặt còn mấy màu? Áo vô mặt có 3 màu. Màu trắng, màu nâu. Trắng với nâu này là 101 nha, còn màu kem nó là 100 màu kem. Ủa, trắng với kem nó là 101, màu trắng với lại màu nâu vô đang mặc là 101. Còn màu kem vô đang hình nó là vải khác. Vải tơ hoa 50 cho bông bí. Vải thì nó là màu kem dâu đăng hình nó là 139.000. Áo hoa cho Phùng Vân nha, áo này bông bí không vừa. Trời ơi áo hoa này đẹp lắm luôn. Áo hoa này đẹp lắm, bông bí hình như năm mấy 60kg đúng không? Áo hoa này siêu đẹp. Rồi đầm nha, đầm siêu cấp nè, đầm siêu phẩm đi tiệc nè. Siêu phẩm nha mọi người, có mút ngực nè. Rồi em để con này 85, nhận hàng mà xịn sò giống như hàng 300 mấy vậy đó. Xịn giống như hàng 300 mấy, tay bồng nè. Mút ngực hẳn hoi nha. Đây mọi người. Đẹp lắm, mọi người mang thêm một cái beo vô ngay eo cho nó sang. Hết hoa rồi, mang thêm một cái beo vô eo cho nó sang nha. Cỡ 56 cân đổ về mặt đẹp cho em. 55-56 cân tùy chiều cao nha. 55-56 cân tùy chiều cao đổ về mặt đẹp, hàng hai lớp. Dây kéo đằng sau nói chung là hàng xịn, xịn như dòng mấy chị mua 200 mấy, 300 mấy vậy đó. Vải rất là đẹp nha, vải rất đẹp. Cho dâu mã này là mã đầm 85.000. Hàng shop nó người ta thanh lý nghỉ bán luôn á. Người ta thanh lý shop người ta nghỉ bán vì tiền mặt bằng rồi dịch đồ khách khứa nó cũng không có đó. Nên là mới có giá rẻ bán cho mọi người 5-60, 7-80 cái đầm vậy đó. Rồi cho dâu mã đầm nha, màu này là màu nâu nâu đỏ đỏ, nói chung là màu rất là sang. Màu rất là đẹp nha, chị dâu mã đầm. Đầm ha, chị nào lấy đầm cho dâu mã đầm, hết hoa rồi.
hết hoa rồi. Đầm hoa thì có set này đẹp nè bé Phùng Vân, set này đẹp nè, còn có một set cuối à, cổ vuông tay bồng nha, cổ vuông tay bồng mà cái vàng nó, cái vàng cái nhúng nhúng ngay ngực đẹp lắm nè, cổ vuông tay bồng nó nhún nhún cái viền này nè đó, nó nhún cái này nói chung là dễ thương á. Đây rồi quần suông dài nha, dâu còn có set là 65, hết sạch rồi, dâu còn có một set thôi, lụa dày nè mọi người coi chất nè, không sợ mỏng ha, các chị yên tâm mà không có nhão, không có sợ xù hay là sợ ra màu gì, không bao giờ có. Mấy cái vải này mấy chị mua đầm mua gì ở ngoài nó cũng vậy à, cũng không có bị nha, dâu còn có một set thôi, cho dâu mã set nha, set suông tay bồng, cổ vuông tay bồng rồi sale set này 65. Hè sát bên rồi, mặc mấy cái này đi biển đi chơi, ngồi tàu ngồi xe gì cũng dễ thương. Set nha, chị nào lấy set chốt mã set. Cái này là áo tông hot girl mà còn sót cái à. Áo này là áo tông hot girl có mút ngực nha, hai lớp xịn luôn nè mọi người coi nè, đỏ đô nha, hai lớp xịn sò rồi, cho dâu mã này là mã đỏ đi, 25.000, cỡ 50 52 cân đổ về nha, 52 53 cân đổ về, mút ngực hàng hai lớp lụa tay bồng đó, con này là lụa tơ tay bồng nha, tay bồng tay bồng dây kéo đằng sau xịn luôn, rồi cho dâu mã này là mã đỏ nha, 25. Ok rồi, mã này là mã đỏ dùm dâu nha, đỏ đô, đỏ đô ha, nó có mút ngực, nó là cổ tim như vậy đó, chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ sao mà sót đây cái không biết nữa, bán 25.000 luôn, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Đỏ 25 ha. Đây nè, áo vô đăng hình đây nè em gái. Thì hình đăng sao rồi nó y chang vậy đó. Hàng Quảng Châu nhập về mà, mẫu là mẫu Quảng Châu á, mẫu là mẫu ở bên Trung á, nên là đăng hình sao thì hàng nhập về nó y chang vậy. Thấy chưa, tay nó cũng y chang à, có cúc ngọc ngay tay nè, nút ngay tay nè, con này đẹp lắm, trăm trăm ấy ta, hình như là 139 á, đúng rồi 139.000 nè, hàng cúc ngọc nè, nó là vải ngoài tơ xịn, xong là phía trong là lót lụa xịn nữa, hàng Quảng Châu nha, tơ lót lụa cưng lắm luôn. Áo của dâu mặc cũng là hàng Quảng Châu nhưng mà vải lụa xịn, còn cái con này là vải tơ xong lại lót lụa nữa thì nó đắt hơn, nó đắt hơn thôi, chứ còn vải con nào cũng là hàng Quảng Châu, con nào form cũng đẹp, chất cũng đẹp cả, chẳng qua là chất vải nó khác nhau thôi mấy chị nha, chứ còn cái nào cũng xịn cả. Đây đây nha bé Ngọc, còn có hình như có hai cái hay sao à, hình như gần hết rồi đó, còn có hai cái hay sao thôi nè, đây nè, tay nó cũng là cúc ngọc luôn nè, dâu còn hai cái mà ngọc này đính chắc nha, ngọc này là đính chắc luôn mọi người, không có sợ nó bị bung bị dán đồ bị may rồi đâu ha. Rồi xinh, bao xinh luôn, nhìn nữ tính dịu dàng, cái đó chị có mẫu đó chị có chứ, dâu dạ chưa có chị Bích ơi, chưa có chị. Em còn có hai cái hay sao á, mẫu này chị chưa có chị yêu ơi, nhờ màu nâu như dâu thì nó lạ, cái mẫu như dâu này y chang à, khác khác chất vải thôi mà cái màu của dâu thì nó lạ, chị lấy nha. Ok chị, áo dễ thương lắm, còn mấy cái à, còn chắc cỡ một hoặc hai cái thôi, chị nào lấy thì comment nha, em có đầm nhũng nè, trắng cho bé, cái đó là màu màu nu nha, màu nu nha, màu trắng nè, mẫu dâu mặt là có trắng, trắng là 101 nha bé Trúc Phạm, đẹp, mẫu vô mặt dễ thương lắm, mẫu vô mặt nha, nó rẻ hơn tới hai mấy ngàn mà nó dễ thương, nó đẹp chứ nó phải là ấy đâu, tại vì cái chẳng qua là cái chất nó khác nhau thôi à. À, cúc ngọc này là màu kem nha, be be, nói chung là màu dễ thương y chang á nè, may xếp ly là không lỗi lầm luôn, may xếp ly bao chuẩn chuẩn đường kim mũi chỉ nha, chỉ là vải khác nhau thôi, mẫu của dâu đang mặc thì nó có màu trắng. Mẫu dâu đang mang thì nó có màu trắng nữa nè, xinh lắm.
Ngọt ghê luôn bé Tuyền. Lấy màu nâu vô mặt hoặc màu trắng đi bé Tuyền. Lấy màu nâu vô mặt hoặc màu trắng đi bé Tuyền. Chăm mốt mà vải đẹp. 110 ngàn thôi, không khác gì. Trời ơi cưng ghê luôn. Và đẹp lắm luôn. Nè màu trắng vô đang mặc này, màu trắng màu nâu nha. Trắng với nâu này, chị nào lấy màu nào comment màu đó. 110 ngàn chuẩn Quảng Châu chứ không phải là hàng xưởng đâu. Hàng xưởng nó nhái lên y chang à. Nhưng mà vải nó xấu quá à, với lại form nó không được đẹp mà không được gọn nha mọi người. Rồi cho vô mã này là mã trắng giùm em đi, vô cả hai màu quá, trắng với nâu nè. Chị nào lấy màu nào comment màu đó ha. Do mạng dâu bữa nay nó chậm hả mọi người. Rồi đầm nu nè, đầm nhũng mà con này tầm size SM, con này tầm size SM nha. Cái này đẹp này bà mơ nè. Rồi chị nào lấy em sale con này 55 ngàn luôn, hàng xịn nha, Quảng Châu xịn sò luôn. Màu nâu tây nó sang, tây bồng. Đây đây, đây cho mọi người coi nó kỹ nè. Cổ tim giùm em nha, cổ tim tây bồng. Cái phần chân váy là nó nhũng nhũng nha, phần chân váy là nhũng nhũng mà vải đẹp, bao vải đẹp nha. Rồi 55 ngàn chị nào lấy đầm cho vô mã đầm. Đẹp này Phùng Vân, chất đẹp. Xả 55 ngàn. Chị nào lấy đầm cho vô mã đầm nha, đầm 55. Nè nặng tay nè, thấy chưa, nặng tay nè, đầm 55 ha. Chị nào lấy thì comment dùm dâu. Đầm 55 chị nào lấy thì đầm, chốt mã đầm. Trắng tay dài. Rồi mã trắng nha. Nay bị bóp tương tác không thấy ai hết luôn chị. Ờ vô không biết luôn. Chắc vậy á. Mọi người chấm like share like cho em cái đi mọi người. Chấm like share like cho em cái đi. Ba mấy chị đang coi nè, đầm cho Phùng Vân. Ba mấy chị đang coi, mẫu chị cho dâu xin một chấm một xe đi, cho dâu thấy mọi người giới đi. Rồi cho mọi người thấy dâu nữa. Có cái face suốt ngày nó tự động nó hủy kết bạn, rồi nó hủy tương tác, rồi đủ thứ. Rồi áo trắng đẹp nè, mặc với quần sọt, quần jean, bá cháy luôn nha. Chị dâu mã này là mã trắng nha. À, bán con này cho mọi người 35 luôn. Ơi mẹ nghe, ơi mẹ nghe đây, sao á xô công sở ngoánh tay hoặc tay lửng không chị dâu? Còn tay lửng, mẫu tay lửng là 149 ngàn, dâu còn nha. Mẫu tay lửng là dâu còn hai mẫu, 149 ngàn. Rồi mã trắng nha, áo đẹp lắm luôn. Áo trắng 35 nha, tay dài nè mấy chị. Có dây kéo ở giữa nha, mọi người có thể là kéo cao lên. Còn không thì kéo, muốn hở ngực sexy một tí thì kéo xuống mà vải đẹp. Cái này con này là con cái em xả. Thôi khỏi cái con này quên mất. Chị, cái này của khách rồi em quên, sorry mọi người. Để qua mẫu khác. Hello Hồng Đào, Hồng Đào ơi, hình như hôm bữa chị dâu quên gửi em áo này nè. Em bữa nay em lấy không, chị dâu để chị dâu gửi luôn nè Hồng Đào. Trời ơi, bữa chị dâu ghi viết tên vô đây mà cuối cùng chị dịch không ra, không biết của ai. Hồng Đào ơi, áo xịn lắm luôn, 60 ngàn lấy không, chị dâu gửi bữa nào gửi kèm với quần cho em luôn. Áo đẹp lắm, bây giờ khui ra mới thấy nè. Khui đơn hôm bữa sót đơn rồi gửi sót rồi dâu xả rồi tùm lum tà la. Em lấy không chị dâu chừa cho. Hello, hello Mộng Thùy. Khoác siêu đẹp nha, khoác bao đẹp bao xịn. Hàng Ion bán 200 mấy, à 300 mấy á. Ion bán con này 300 mấy á, chất mềm. Chất mềm mịn. Em lấy không chị dâu gửi cho. Dâu để lại. Rồi đầm hoa nha mấy anh chim ơi. Mấy cái con đầm hoa siêu cấp này bao cho mọi người là form với chất, đặc biệt là về giá. Cho mấy chị đi so sánh giá thoải mái nha. Không có chỗ nào bán hàng này trăm mấy hết trơn á. Em thấy toàn bán 200 mấy à. Hot Girl đã bán 299 ngàn free ship á. 279, 299 ngàn free ship. Dài qua, dài tới đất luôn á. Dài tới mắt cá chân, dài chạm đất luôn nha. Tay bồng, cổ vuông có mút ngực. Tay bồng, cổ vuông có mút ngực nè. Bao đẹp, free size nha. Nó, cái lưng của nó phần đằng sau là nó bo thun, nên là
40 cân tới 60 cân đổ về em bao cho mấy chị mặc đẹp. Rồi để cho mã hoa này 85 luôn. Tay bồng cổ vuông kèm mút ngực. Rồi bán con này 85 ngàn nha. Chị nào lấy đầm hoa đi dâu, mã đầm hoa có túi nữa không xịn. Như dòng mấy chị mua 200 mấy thì trả về cho dâu. Không xịn như dòng mọi người mua 200 mấy trả về cho em nha. Ok. Đầm hoa cái bông bí. Có mấy cái mẫu đầm form dài vậy á, nó xịn lắm bông bí. Có mấy cái đầm đầm dài xịn vậy đó, mút ngực đồ xịn vậy đó. Mà có mấy chục à? Hình như được có 2-3 cái gì thôi. Chờ tí dâu lên cho coi. Hết đầm hoa rồi Yến Phi nha. Đầm hoa hết rồi. Xịn lắm, đầm xịn lắm luôn. Đã nói là nhận hàng về 85 ngàn la trời á, la trời kêu sao mà rẻ dữ vậy. Không có chỗ nào dám bán giá vậy luôn. Rồi cho dâu nhớ có mấy cái tay dài 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 vậy đó. Với lại set hoa thì chờ dâu xíu xíu. Em có con áo đen này, áo đen Quảng Châu. Ừ chị dâu để em áo khoác rồi. Đầm hoa hết rồi Yến Phi ơi. Rồi dâu có một con áo đen hàng Quảng Châu á, cô tông hai da xịn và áo hoodie. Nam nữ mặc được nha, áo hoodie nè. Áo hoodie nam nữ mặc được. Dày xịn. Rồi cho dâu mã này là mã đen nha. Bán con này cho mấy chị 39 ngàn đi. Hoodie xịn sò 39 ngàn. Áo Quảng Châu. Ai mua con này biết rồi mà đợt này có một cái 39 ngàn nhận hàng không tin vô mắt mình luôn. Vì quá rẻ, hàng xịn. Mịn nha. Cô tông hai da hàng mịn lắm chứ không giống như là hàng xưởng lên. Nó cũng dày nhưng mà nó không có độ mịn. Còn cái này là nó rất là mịn. Cái mình vải của nó mịn nha mấy chị nha. Rồi 39 ngàn cho dâu mã đen. Resize giùm em ha. Nam nữ mặc được, áo hoodie. Nam nữ mặc được nha. Chị nào lấy đen 39 ngàn chốt mã đen. Có một cái à. Đầm đỏ này đẹp nè Phùng Vân nè. Đi tiệc đẹp đầm đỏ đô tay bồng. Hello Thiên Bình. Tay có đỉnh ngọc nha. Bao xịn sò. Lan Ngọc lấy chị cái đó đi. Dạ ok chị nha. Rồi đầm này khoảng cỡ 53 cân đổ về mặt đẹp cho dâu nha. Đầm đẹp lắm. Bao với mấy chị là đầm vừa chất vừa form siêu xinh luôn. Dài vừa qua khỏi gối nha. Đầm màu đỏ đô nha. Tông nó chuẩn đỏ đô sang. Rồi cho dâu mã đỏ nha. Đầm đỏ 95 ngàn. Đầm đỏ 95 ngàn. Chị nào muốn vô mặt thử tí vô mặt cho. Form siêu đẹp. Cái độ xòe của nó cũng đẹp nữa. Lan Ngọc nè. Đầm đỏ cho Mai Tuyết. Hết đỏ rồi. Có một cái à, qua mẫu khác đi. Có cái đầm đỏ này đẹp nè. Từ từ nha. Còn áo hoa còn nha, áo hoa còn đẹp lắm. Chờ dâu xỉu vô lên cho nó nghe Huỳnh. Rồi, à có một cái con này nha, cho dâu mã này là mã sọc đi. Bán con này cho chị em mình nhiêu ta? 55 ngàn đi. Shop bán tới 130 nè. Cho dâu mã sọc nha, 60 cân đổ về vừa, 60-65 cân đổ về bao vừa. Đầm suông nha, 60. Đơn em chị dâu chưa đi nha em gái. Dạ đơn của chị Bích Bon, đơn em đi rồi. Em đi rồi nha, chỉ có đơn hồi trưa nay là em chưa đi thôi. Tại vì 2 ngày em đi một lần á. 2 ngày đi một lần nha. Đầm sọc dài qua gỗ đẹp nè. Thun đẹp, mát, mịn, form suông rộng rãi, thoải mái. Cho dâu mã sọc nha, 55 ngàn. Sọc nha, sọc 55. Chị nào lấy sọc comment mã sọc. Đầm thái, đầm thun sọc 55 ngàn, chị nào lấy thì comment. Đây nè, đầm đỏ này đẹp nè.
Con này cỡ size S thôi à, con này size S. Hàng xịn lắm, lót nè. Đơn em đi rồi bé Thanh Tuyền. Ồ, đơn Thanh Tuyền chưa đi. Chờ mua được jean nam nữa mà, đơn Thanh Tuyền chị dâu chưa đi nha em. Rồi đầm đỏ nha. Em cho mấy chị coi mẫu nè. Nó bèo ngay cái phần vai kỳ công lắm luôn. Ở đây là tay bồng không nói rồi, mà cái chỗ phần vai này nó bèo kỳ công lắm. Không đẹp không xịn sò, với giá 95 ngàn tặng mấy chị luôn. Hàng hai lớp xịn luôn. Một lớp đã xịn rồi mà nó may thêm một lớp lót nữa để cho nó đứng form á nha, để cho cảm giác nó nặng tay, nó đứng form. Rồi cho vô mã đỏ nha, đỏ đô, màu sang cực kỳ luôn. Rồi mã đỏ nha, đỏ 95 ngàn size S. Nè, tem mạc của nó nè. Đỏ 95 nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Đỏ cho Việt. Nhận hàng cầm mấy cái đầm này tưởng bán lộn giá không á. Rẻ rẻ cũng 150, 160 chứ ai bán 95 ngàn thiệt luôn. Nhận hàng về nghĩ là trời ơi, bà này chắc bán lộn giá. Em rồi đầm trắng size S này bà Vịt lấy luôn đi bà Vịt. Đầm trắng dễ thương này bà Vịt ơi. Size S nha. Tiểu thư thướt tha, nói chung là xinh. Đi biển, đi chơi, đồ đi tiệc nhẹ nhàng ok luôn. Rồi cho con này cho dâu bao nhiêu ta? Để con này cho mọi người 69 ngàn. Siêu xịn sò. Đã nói là xịn như dòng trăm mấy 200 mà. Nè. Rồi để con này 69 ngàn nha. Size S luôn. Đầm trắng nha. Ủa em trước em sao? Hôm qua chị có đơn dạ chưa nha. Ok chị Lan Ngọc, tại vì đơn của chị ít ra nên là em gom gom mấy bữa nữa rồi em đi nha. Em sau bé Vịt nha Phùng Vân. Rồi cho dâu mã trắng này, size S đẹp nè Phùng Vân. Trắng nha, chị nào lấy trắng cho dâu mã trắng này, trắng cho Phùng Vân nè. 69 ngàn. Rồi dùm, ôi trời con này thơm dữ trời. Đây dùm cổ yếm như vậy nè. Và mọi người có thể mang cái dây lưng vô nha. Con này cỡ 5-6 cân đổ về mặt nè. Rồi bác con này bao nhiêu ta? 75 ngàn. Mang thêm một cái dây beo cho nó sang. Dùm ống suông dài chạm đất, mang cao gót nữa sang chảnh luôn. Dùm ống suông nha, vải xịn, vải đẹp. Mang thêm một cái dây beo ngang eo dùm dâu. Rồi 75 ngàn cho dâu mã này là mã dâm. Dâm nha bác con này 75 ngàn. Có túi. Hai túi hai bên. Cái này mọi người mang cao gót vô. Mang thêm một cái dây lưng. Thắt một cái dây lưng bạn to bạn nhỏ gì cũng ok cả. Áo em mặc ok chị Mai. Dâm sang ghê luôn. Cực xịn sò. 75 ngàn chị nào lấy thì comment ha. Áo dâm mà còn có vài cái à. Áo hoa đây nè. Để dâu like từ từ nha mọi người. Nhiều mẫu lắm nên là like từ từ. Chị like đồ nam không Ngọc Mớn ơi, giờ chắc chưa đâu. Rồi dâu có một cái quần ngố nha. Quần ngố size M, hàng siêu phẩm luôn. Quần ngố size M bán 49 ngàn. Quần ngố size M. Ngố size M bán 49 nha. Chị nào lấy jean ngố cho dâu mã jean ngố. Jean ngố hình còn một cái cuối cùng luôn. Sẽ 49 ngàn. Còn một cái cuối cùng nha, để 49 ngàn. Một cái cuối cùng nha, để 49 ngàn. Chị nào lấy jean ngố cho dâu mã jean ngố size M. Cái này bây giờ mọi người vô đông đông rồi để em like cái mã này. Mấy chị vô đông đúc rồi. Đầm xuông không dâu có. Cái này là mắt nước dâu đang vẽ này mọi người thấy không? Mắt nước dâu đang vẽ này, nói chung là mắt nhìn nó có hồn hơn một tí đúng không? Nó có chiều sâu, nó đậm đậm, nói chung nó có hồn hơn là để con mắt sụi lơ bình thường. Dâu để sụi lơ bữa nay đâu có lông mi đâu. Nè gắn, à quên là kẻ mắt nước nè. Ngố cho bé Mi Nguyệt. Con này hôm bữa dâu còn có hai cây dâu, dâu mua nguyên hộp mà dâu chia cho bạn bè rồi người thân gia đình hết rồi. Còn dư đúng hai cây, tại vì một hộp này nó mười mấy gần 20 cây lận. Nên là hôm bữa còn có hai cây mà nhiều chị dành nhau lắm. 50 ngàn cây thôi nha, hàng rất là đẹp luôn. Chị nào một cái đầu này là dành cho những chị nào không biết đá đuôi. Không biết đá đuôi thì ở đây là nó có sẵn một cái đầu nhọn. Một cái đầu nhọn nha, thì mọi người ịn cái đầu nhọn vô cái đuôi mắt của mình đó là nó được ngay. Hoặc là quẹt chân mày ha. Với lại một đầu nhọn. Đây một đầu nhọn để mọi người vẽ mắt nước nè. 50 ngàn nha, bao đẹp bao xịn luôn. Nè dâu đang vẽ nè mọi người thấy không. Dâu đang vẽ nè, tại vì dâu vẽ không có đậm. Dâu không thích vẽ đậm. Nè đó, nói chung là dễ thương. 50 ngàn nha mà size hoài à. Dễ vẽ nữa. Ngày xưa mà tại vì dâu xuất thân là nghề trang điểm áo cưới mà
Ngày ngày xưa đi học nghề á, với lại ngày xưa khoảng mười mấy năm trước đi làm nghề là nó không có những cái loại nó tiện như vậy đâu. Nó là cọ, nó là cái hộp mà hộp nó không là phấn, không phải phấn giống như là phấn mắt mình đâu. Cái hộp mà hộp màu đen, hộp mắt nước màu đen mà nó đặc giống như là nén á, nén đặc, xong là mỗi lần mà vẽ là phải nhỏ một giọt nước vô, xong là lấy cái cọ chuyên vẽ mắt nước á. À, chấm chấm trong đó xong là mới vẽ được. Xong là vẽ một khi nào nó khô là nhỏ nước vô. Ngày xưa là nó xài bằng mắt nước sáp á, chứ không có bút tiện như vậy đâu. Nha, 50.000 thôi mọi người. Chị nào lấy mắt nước chốt mắt nước giùm em nha. Cái cây này là em xài được. Còn khoảng 2, 4, 6, 8 cây à. Chị nào lấy mắt nước chốt mắt nước nha. 50.000 cây. 50.000 nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu. Chị dâu đâu thấy em đâu bé. Sao bữa nay comment nó ẩn tùm lum tài le vậy trời, không thấy luôn. Ai thấy dâu chấm dâu cái đi. Đéo thấy ai chấm. Chấm dâu cái nha. Mắt nước cho chị. À em nhớ rồi, bữa chị Nhi dành mà không được nè. Rồi ai nữa, nhiều người dành lắm luôn á. Mà bữa đó có hai cây để chia à. Không nhớ của ai bữa nay à. Dễ thương lắm chị, dễ thương lắm. Ngố cho Mi Nguyệt. Nhiều hàng nên là mọi người chờ dâu xíu nha, dâu lên từ từ nha. Mắt nước 50.000 một em thôi. Ừ. Zin 49.000. Xuất sắc luôn. Áo hoa đẹp nè, dâu còn mắt nước. Gì vậy chị? Mắt nước dâu đang xài á, mắt nước đây nè. Đây nè, nó có hai đầu nha. Đầu này là để dành cho chị nào không biết đá đuôi. Ok bé Ngọc Phúc. Nè, một đầu đầu này là đầu ngang hình tam giác để dành cho những chị nào không biết đá đuôi thì mọi người ấn cái đầu nhọn vào đây. Đó, đó hình đó, ấn cái đầu nhọn vô đây là đá đuôi lên. Hoặc là mọi người quẹt quẹt chân mày. Còn đầu này là đầu nhọn cỡ này nè. Đó, đầu này đầu nhọn rất là dễ vẽ để mọi người vẽ. Mà cái này mọi người đừng có nghĩ là chỉ viền vậy nha. Viền phía trên này xong là viền phía dưới nè. Đó, nó rất là đều. Ok chưa? Vậy mà kêu có gọi tôi không coi là không biết luôn. Dạ em không nhớ. Hôm bữa đó nhiều chị dành lắm, nhiều chị chốt lắm mà em không nhớ. Bữa đó được có hai cây chia cho hai người. Chứ em đâu có nhớ ai nữa đâu, tại vì nghĩ là không còn hàng bên kho, không còn hàng nên là không có chụp màn hình. Ai ngờ bữa nay có. Hoa nha. Con này đẹp nè mấy chim ơi. Lụa. Dâu nói là mấy cái mã này bao mấy chị mặc hoài mặc hoài. Thứ nhất là mát, thứ hai nữa là không nhanh. Ok chưa? Mẫu thì cưng nữa. Vậy sao mà ấy nổi, trẻ lắm luôn nha. Không bao giờ mọi người phải ủi, em thề luôn, cam đoan luôn. Không bao chừng khi nào mà mọi người giặt giặt máy giặt, máy là giặt nó quay nó giặt mà mọi người để cả tiếng à, cỡ 3 4 tiếng đồng hồ cả buổi á thì may ra nó mới bị nhăn thôi, chứ còn bình thường giặt xong để chút xíu, để nửa tiếng tiếng hoặc là giặt xong mọi người treo không bao giờ phải ủi, yên tâm. Mà cái quá trình mọi người mặc xong là lưng có dựa vô ghế rồi đó, nó cũng không bị nhanh luôn, yên tâm ha. Rồi con này còn hình như là hai cái à. Sale con này 101 nha, thêu nè. Áo hoa nha. Form đẹp lắm. Có cái chị kia kìa, chị kén lắm, chị nói chung là chị khó chịu lắm. Khách của dâu á, chị khó, nói chung là chị kén. Da kén rồi ăn mặc cài kén rồi, nói chung là tính cũng khó nữa. Là không có thích mặc cao cao hoặc là không này kia, vậy mà qua qua đây mặc cái thử cái mẫu này lên là lấy liền luôn á. Đây nè, hoa 101 nha. Chị nào mới hỏi vô hoa đó. Nga Huỳnh. Hoa nha Nga Huỳnh, hoa này 101 nha em gái. Hoa thì nhiều mẫu. Rồi có đầm này xịn nè. Chị nào đây bông bí nha. Nó bán tới 210.000. Vải bao đẹp, không đẹp thì cho mắng vốn thoải mái luôn. Con này 60 cân đổ về nha. Con này là tại vì nó có dây buộc eo á, mà cỡ 48 hoặc là 50 cân tới 60 cân mọi người mặc đẹp nha. Chứ dưới 50 cân thì chị nào mà sợ rộng thì đừng lấy. Như dâu thì dâu không có sợ rộng tại vì dâu là có dây thắt eo rồi. Eo tới đâu là dâu cột tới đó. Còn chị nào mà không thích sợ, nói chung là sợ rộng, sợ này kia thì cứ 50 cân tới 60 cân hãy lấy dài qua gối. Không đẹp, không xịn sò như dòng 200 mấy. Em nói thiệt luôn, em tặng mọi người luôn á, không cần phải hoàn về. Nè, đây là cái phần bo ngay ngực nha. Nó bồng 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 bồng, cảm giác như là mình có ngực hơn á. Ok chưa? Tay bồng, tay sơ mi sang. Nè, tay sơ mi sang này mọi người thấy chưa? Tay sơ mi sang nha. Tay lửng thì nó trẻ hơn tay dài. Con này là nó lửng lửng tới đây nè.
nó lửng lửng tới đây nha. Tay bồng cổ vuông ha, rồi em để con này cho mọi người 95.000 cho dâu mã đầm hoa. Cái eo của nó là nó sẽ xếp ly mấy đường như vậy thì cảm giác là nó eo nó gọn, nó che được bụng mấy chị nha. Rồi cho dâu mã hoa mà màu nó tây nha, mọi người coi màu nè. Màu này gọi là màu xanh ánh trăng. Xanh ánh trăng nha, không phải xanh navy đâu mọi người, xanh ánh trăng nha. Màu nó sang lắm. Cái bông hoa nó cũng sang, cái màu nó cũng sang nữa. Chị nào lấy đầm hoa chốt mã đầm hoa giùm em. Đây. Mịn xịn nặng tay màu đẹp luôn. Chị nào lấy hoa cho dâu mã hoa ha, có một cái thôi. Hoa hoa hoa, chị nào lấy hoa chốt mã hoa, sao bữa nay view cũng được mà sao không thấy ai nói gì ta? Đâu giả bộ chọc ghẹo dâu gì đi. Đầm hoa cho bé Thùy. Hello. Sao mạng chậm dữ vậy ta? Trời đất ơi, sao mà mạng chậm dữ vậy nè Phi Yến. Mai Tuyết thì vậy là mạng mọi người chậm chứ đâu phải mạng dâu đâu. Đầm hoa này cho bé Thúy Phạm nè. Hết đầm hoa rồi mọi người ơi. Vậy là mạng mọi người chậm mới thoát ra, vô lại giùm em cái. Rồi set nha. Cho dâu mã set, set này là set siêu phẩm nè. Hello em gái, set này là set cực phẩm luôn. Set này là u mì nha, u mì cực phẩm nè mấy chị ơi, u mì cực phẩm nha. Nặng lắm luôn, cầm cái quần mà nặng ngang ngửa cái đầm. Rồi kèm theo áo khoác. Đó, set cực phẩm nha, rồi để set này cho mấy chị 100.000. Siêu xịn sò, đứng ngoài chị ơi, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy, em thoát ra ngoài vô lại đi, hay là do mạng nhà dâu, để dâu coi vô phô vô. Mạng chỗ em văng ra ngoài sao kỳ ta? Được chưa mọi người, rõ chưa ha? Sao kỳ ha, hèn chi. Hèn chi mà thấy view cũng cao. Hồi đó giờ mà view cao là cũng cũng dằn giật đồ ha, chứ đâu có mà không thấy ai nói gì luôn. Hôm nay view cũng bốn mấy năm chục người mà không thấy ai nói gì luôn đó trời. Được chưa mọi người, mạng rõ chưa? Bé Nga ơi, thấy mạng rõ chưa? Chị có chân váy nào đến gối không chị? Chân váy đến gối chút phải mà em set em vừa không vừa, Emily ơi lấy đi, set đẹp lắm luôn. Ôi ôi, set này xịn lắm luôn mẹ Emily ơi. Hoa 3D chất u mì xịn, coi bình thường mà chị. Trời ơi, nhận hàng ưng lắm luôn, nó cho nó 100.000, ở ngoài phải bán con này phải cỡ 250. Có một set duy nhất nha. Nè, đó, nặng tay xịn sò chưa, mặc nguyên set, mặc mang giày thể thao vô là bá cháy rồi. Size L á chị, set em nha, ok. Rồi mạng ổn hơn chưa các chị ơi, mạng ổn hơn chưa, chấm like cho em cái đi. Cho dâu xin một like lần cuối cùng luôn á, cho dâu xin một một xe đi. Ba mấy bốn mươi chị, bốn mấy chị đang coi, cho dâu xin một chị dâu xin một like một xe thôi. Ok không? Mạng kỳ lắm, bây giờ chắc là đỡ rồi tại vì dâu đổi wifi rồi. Chân váy dài đến gối hả? Để dâu nghiên cứu một xíu coi. Ấy cái đầm này dễ thương nè mọi người. Nhiều set dễ thương lắm. Rồi set này đẹp nè. Mạng đỡ kỳ chưa? Mạng đỡ kỳ chưa các chị ơi? Mạng đỡ kỳ chưa? Set đẹp nè Phùng Vân ơi. Không không phải mà mấy chị biết sao không? Mùa hè sắp tới rồi, mà nói chung là mình mặc những cái đồ nó thoải mái, nó mát mẻ nè, chứ mặc bó bó rồi nó cũng khó chịu nữa. Đó, mặc mấy cái set dễ thương này mặc ở nhà cũng được, rồi đưa đón con đi học thì chỉ cần khoác áo khoác ở ngoài là được thôi, tại vì quần này nó cũng lịch sự, cũng dài nữa, hoặc là đi chợ đi búa, rồi nói chung là cũng rất là lịch sự luôn nha. Mà em bao vải dày mịn cho mấy chị coi chất nè, bao mát luôn nha. Đó, cái chất của nó vừa dày vừa nặng tay, vừa mịn vừa mát, không sợ nhanh, bao nhanh cho mọi người, ok chưa? Đó, quần suông nha, quần suông thoải mái cực kỳ. Set này em có một set thôi, cho dâu mã set nha. Rồi để set này cho chị em mình giá nhiêu ta? Rồi 65.000 đi cho nó nhanh nè. Set này ở ngoài toàn bán 150, 160, hàng có mút ngực vì vải nó đẹp rồi. Vải với form nó quá đẹp đi. Set nha, set quần ống suông. Rồi cho dâu mã set ha. Có một set thôi nha, để set này 65.000, chị nào lấy set chốt set. Set 65 nha, chị nào lấy set comment mã set giùm em. Có mấy set lận, set kiểu khác không à,
Em có một cái quần jean hãng á. Quần jean hãng này mọi người, quần jean hãng nha. Quần jean hãng đâu còn sót một cái á. Con này là size L nha. Quần jean hãng, jean ôm size L, jean hãng ôm nè. Xịn sò rồi, để cho chị em mình con này giá 101 luôn. Jean hãng siêu cấp nha. Nè, jean hãng nha, hàng siêu cấp size L luôn. Chị nào lấy thì comment cho dâu là mã jean nha. Màu sang ghê luôn. Nè, đẹp quá. Rồi cho dâu mã jean nha, jean size L có một cái là để 101 luôn nè. Jean ôm nha, form đẹp, chất đẹp. Tiên trần form đẹp, chất đẹp, bao cho chị em mình jean quá xịn sò luôn. Jean 101. Tiên trần khách cũ hay khách mới vậy, cho dâu số điện thoại đi em gái. Khách cũ thì cho dâu số điện thoại cái nha, tại vì tiên trần nhà dâu Bắc có, Nam có, Trung cũng có luôn. Jean size L cho bé Emily. Em khách cũ hay khách mới vậy bé Tiên Trần ơi, cho dâu số điện thoại nha. Khách mới thì kèm theo địa chỉ luôn. Hết quần rồi. Hết quần rồi anh Ngọc ơi. Hết quần rồi, hết quần rồi. Cái đầm này dâu còn có hai cái à. Đầm beo nha, bán 60.000 đầm beo. Beo này là beo nâu. Nâu cũng được, vàng cũng được, beo nâu, beo vàng hoặc là beo hồng nha. Beo này là beo hồng hồng. Maxi, dạng maxi mà con này mặc vô eo. Thứ nhất là có eo, thứ hai là có ngực, tại vì cái cách mà người ta may á, em kể cho mọi người nghe nè. Ở đây là cái ngực mình là nó để nó không có bo. Xong là nó bo ngay eo. Còn ở trên đây thì nó bo có một đường à, xong là ngay phần ngay ngực là nó không bo thì là nó sẽ có độ bồng. Nha, eo thì nó bo eo rồi. Dài tầm nửa bắp chân á, dài nửa bắp chân nha. Mà cái dâu là đầm đồ áo dây hay đầm dây là dâu, nhà dâu là dâu chỉ mặc dây như vậy nè, tại vì cái kiểu là nó không có bị trống trống cái vai của mình, tự nhiên nó có cái nơ ngay vai, cảm giác là nó cưng cưng, nó dễ thương á. Nhiều mẫu mà bỏ cái phần dây bản bự nè, cắt ra may thành dây bản nhỏ, xong là may dài ra để cột thành cái nơ luôn á. Nè rồi 60.000 nha, bao đẹp luôn. Ok em nha, dâu có đầm beo nha, chị dâu mã beo 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 vàng hoặc là beo hồng 60. Beo vàng hoặc là beo hồng nha, bao xịn mấy chị nha. Beo vàng hoặc là beo hồng 60.000. Dài lùng thì tới mắt cá. Lùng thì tới mắt cá nha. Mùa biển tới rồi, mùa đi biển tới rồi. Đây. Beo nha, chị nào lấy beo màu nào chốt beo kèm màu giùm dâu. Có cái set màu vàng cưng nè. Quần của nó là quần lửng nha, quần tầm nửa bắp chân á, quần qua gối nha mấy chị, quần qua gối. Mà những bữa nay là những cái set này chất rất là đẹp. Những cái set này nè, chị nào mà mua áo kiểu, mặc áo kiểu, mặc đầm, những cái chất này nó cũng đẹp, cũng mát nữa. Đây là set nha, dày, dày nặng tay áo thì có mút ngực, 5-6 cân đổ về mặc đẹp nha, 60 cân đổ về, 40 cân tới 60 cân đổ về rồi 65 luôn. Chị em ơi 65 luôn. Bao mát, bao xịn rồi, cho dâu mã set vàng. Set vàng ha, set vàng 65.000, chị nào lấy set vàng chốt set vàng. Nó bo thun nên là nó dễ mặc lắm, free size ha, dễ mặc. Set vàng giùm em. Ngọc Thu, Nguyễn Trần, Anh Tuấn, bộ kìa. Bộ xịn lắm luôn, 65.000 là coi như là hai set có 130, rẻ hơn mua một bộ ở ngoài. Mấy chị đi coi giá thử. Hàng này nó dày mà, một lớp nó cũng dày, nó đâu có mỏng đâu. Hàng ở ngoài là vải đuổi đuổi nhăn như vậy là nó mỏng tanh à nha. Mọi người thấy chưa? Không hề mỏng, ok chưa? Nè, dơ lên không hề mỏng luôn, thấy chưa? Nên là nó nặng lắm. Nên là nó không hề bị nhăn mọi người nha. Mặc thoải mái là không hề bị nhăn. Em có cái đầm hoa, con này là size S thôi. Cho dâu xin một like đi mấy chị, một chấm đi. Con này size S nè. Có mút ngực nha, tay của nó là tay bồng. Một là các chị mặc bẹt vai, bẹt vai nó cũng bồng, còn không thì mặc có tay. Có tay thì nó bồng còn đẹp dữ nữa. Đó. Rồi, mút ngực hẳn hoi nha. Dây kéo bên hông. Cho dâu mã này là mã hoa tím. Bán con này cho mấy chị em mình 45.000 luôn. Lụa nha. Hàng lụa Quảng Châu xịn luôn, không phải là hàng von. Hàng lụa giùm em nha. Nè, không mỏng nha mấy chị nhìn nè. Đó, thấy chưa? Có nha Ngọc Thu, đây.
Rồi cho dâu mạ này là mạ hoa 45 ngàn. Bộ dài thổ cẩm dạng này nè, chị dâu còn có một bộ à. Đẹp nha, 65 ngàn, đẹp xuất sắc luôn, hết rồi, hồi chưa like hết rồi, còn có một bộ này. Mẫu này còn có một bộ này thôi. Bao vải đẹp, lụa, lụa thổ cẩm dày mịn. Giặt tẹt ga luôn, không nhanh không xù. Giặt tẹt ga nha, hàng hai lớp nè. Tay của nó là tay cổ vuông tay bồng. Là bo eo. Dâu còn có bộ này à, hết rồi. 65 nha. Chị nào lấy set thổ cẩm cho dâu mã set, set họa tiết 65 ngàn. Nga Huỳnh nè, cái này còn có một cái đẹp nè, Nga Huỳnh còn coi like không, sơ mi hoa đây. Em lấy set vàng luôn, ok tim trầm. Set đó có mấy mẫu dễ thương lắm. Nếu mà set chất vải đó có mấy mẫu dễ thương lắm, coi để chờ tí dâu lên cho coi. Con này đẹp nè, bé Nga Huỳnh. Dâu còn có một cái à. Cái vải này quá xuất sắc luôn em. Nha, sơ mi nè. Đó, tay nó bồng nè. Rồi, tay dập ly bồng đẹp lắm luôn. Set thổ cẩm lấy em đi, ok nè. Siêu xịn sò, màu cũng đẹp nữa. Rồi cho dâu con này, sơ mi hoa này, dâu để cho mọi người 79 ngàn. 79 ngàn nha, em còn có một cái à, hết rồi, còn có một cái cuối. Còn có một cái cuối cùng nha, chị nào lấy hoa cho dâu mã hoa, hoa 79 ngàn. Dạ chị không vừa, em không có để chị Nhi ơi. Sơ mi hoa cho Nga Huỳnh, chị không vừa nên em không có để nha. Bữa nay sale mấy con hoa bao xịn. Hết hoa nha, hết sơ mi hoa rồi. Bữa nay sale mấy con hoa cho chị em bao xịn luôn. Để hoa qua mẫu khác nha. Có 65 ngàn set quá rẻ, nặng tay nữa chứ. Sơ mi hoa mã đó em hết rồi mọi người. Để qua mã khác nha. Áo khoác không? Có mà chưa lên được em gái ơi. Rồi set này có. Để lên cái hoa này nữa đi. Rồi mẫu này em có màu xanh với lại màu tím nè. Quá đẹp nè. Xanh với tím nha, bán con này 85. Nhức nhối. Thề luôn là nó quá đẹp luôn. Quảng Châu xịn sò. Quá trời cưng luôn. Đây nè bé Nga, xinh lắm. Mặc thả mặc đóng thùng gì cũng được mà hàng cúc nó xịn nè, hàng cúc đẹp nè. Cúc ngọc xịn sò luôn. Bèo xuống. Rồi dâu có hoa xanh với hoa tím nha. Hoa xanh với hoa tím nè, mai tuyết nè. 85 ngàn, chị nào lấy màu nào comment màu đó nha, còn hai màu. Mẫu này có hai màu thôi, chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm em. Hoa xanh hoặc là hoa tím 85. Đây còn chưa tới giá vốn nữa, sale còn hai cái hai màu sale luôn 85, nhập vô toàn 101 115 không. Hoa nha, hoa xanh bèo xuống này, xinh tiểu thư cực. Hoa xanh hoa tím nha, chị nào lấy màu nào comment giùm dâu. Áo khoác dạng nào em? Đây là cái choker hình như áo này em mua rồi, không nhớ. Đây là cái choker cổ áo sơ mi á, đây là cái cổ áo sơ mi. Kèm theo đây nè, áo nhúng, trời ơi con này quá xịn sò luôn. Một là các chị mặc bẹt vai, đó, hai là mặc tay bồng. Nó bồng nha, mặc là một là có tay nè. Hai là bẹt vai tay bồng, trời ơi xịn cực kỳ, cho dâu mã đen đi 45 ngàn. Hàng Quảng Châu đẹp nha. Mặc với quần jean lưng cao á, xin suông jean ôm hoặc là jean loe rồi quần tây, nói chung là dễ mặc. Mấy cái áo này dễ phối đồ lắm, quần sọc chân váy thì quá trời dễ mặc rồi. Ok chưa? Nó là một cái choker bằng, nó giống như cái cổ áo sơ mi á đó, đây là cái cổ áo sơ mi có nút cài, có nút cài phía trước dễ dàng luôn mấy chị nha, gỡ ra này. Đó, xong là quàng vô là được. Ok chưa? Co giãn thoải mái luôn, 45 ngàn cho bé lớp râu.
Áo này đẹp này Phùng Vân nè. Còn cả nha, rồi để 45 ngàn. Hot girl. Siêu phẩm hot girl đẹp này bà Nguyễn Mơ. Nguyễn Mơ đâu? Rồi siêu phẩm hot girl nha, rồi để 45 ngàn luôn. Màu nu nha, vô mã nu đi. Mã nu tay bồng xịn sò hoặc là mã 45. Nu hoặc là 45 nha. Cổ tim tay bồng. Rồi một cái à, bao xịn. Bao xịn sò. Chị nào cầm lấy thì comment đi, dâu là mã nu hoặc là mã 45 ha. Nu. Bé lắp râu không vừa rồi, mã này không coi dạng em không vừa nha bé. Nu nha, chị nào lấy nu chốt mã nu. Bao sang luôn, mặc với quần suông hoặc là quần loe á, nhìn miên man, chân chân cẳng đồ miên man luôn. Hello Phụng. Nu cho Ngọc Thu. Em hết nu rồi chế. Rồi vàng nha. Vàng thêu nè, vải đẹp nè. Rồi bao nhiêu ta, vàng thêu rồi để 20 luôn. Không kịp mạng chậm. Rồi vàng 20 nha, chị nào lấy vàng comment mã vàng. Vàng 20 giùm em. Vậy chứ vải đẹp lắm luôn, mọi người coi nè. Đây, mịn, co giãn nha, không xù, bao xù luôn. Nó không phải giống như là áo thái đâu. Chờ lựa thêm ok. Co giãn thoải mái mà hàng thêu nha, rồi 20 ngàn cho dâu mã vàng. Vàng 20 ha. Mua mặc hoặc là mua cho con đồ đó quá rẻ luôn, đẹp. Em bán điên bán khùng, có cái bán 20 ngàn. Đây hồi chưa dành nhau cái set này nè. Hồi chưa dành nhau cái set này nha, bây giờ mới thấy nó có thêm màu. Màu màu này gọi là màu bò với lại màu gạch. Bò với gạch nha. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Nặng ghê luôn, dâu nói thiệt á. Hello chị Thanh Lam, cầm hai nè, cầm một set thôi là nặng muốn sụp cái tay rồi. Có đồ bé trai Hoàng Trang ơi, dâu chưa like nè. À chị nào có áo khoác bé gái không, dâu lên áo khoác bé gái cho. Áo khoác bé gái bán mọi người 75 ngàn một cái, đẹp lắm. Ở ngoài bà toàn bán trăm mấy. Nếu mà các chị đi chợ là cũng bán 120 rồi. Đi chợ cũng đã mua 101, 102 rồi nha. Chờ tí dâu lên cho, chưa khui luôn, không biết có sai gì á. Nè cầm một cái này mà nặng bằng hai cái đầm. Chú cha ơi, tao nói nó nặng lắm luôn. Em có hai màu nha, màu bò với màu gạch. Hồi trưa là dành nhau đó. Quần ống suông, set bao đẹp nha, chất lừ. Tao nói là nó bán tới 160 set rồi. Em bán có 65 ngàn mấy chị. Hàng xịn sò như hàng mọi người mua 170, 160, 170. Ok chưa, tại vì shop nó cũng bán 160, 170, nó sale ra nè. Rồi mà vô bán set lời có 57 ngàn à, cho vui á. Nè. Rồi cho vô mã set bò hoặc là lên trên vải dài đi chị. Trên vải dài toàn là mẫu mới, hàng Quảng Châu mẫu mới, dâu chưa có tách sỉ nên là dâu chưa like. Đợi dâu khoảng 1-2 ngày nữa đi nha. Tại vì nhiều mẫu nó độc độc á nên là dâu chưa có like, có khui được. Để cho tách cho sỉ cả, người đẹp ơi, có mút ngược hẳn ho nha các chị ơi. Mút ngược hẳn ho nha. Rồi ai lấy set nào chốt set đó giùm dâu đi. Mút ngược hẳn ho nè. Bao dễ thương, quần suông nha. Đây, quần suông ha. Vải đẹp lắm. Set màu bò, em có hai set hai màu, chị lấy hết hai màu không chị? Rẻ bèo 65 ngàn. Coi dạng thoải mái nữa chứ. Gặp cho Nguyễn Mơ. Nặng tay lắm mấy chị coi nè. Bán đồng tiền ghê luôn. Áo nhung ông Phùng Vân có cái áo nhung xịn nè Phùng Vân. Áo nhung ông có cái xịn nè, bán 45 luôn. Áo nhung siêu phẩm. Nó bán tới gần 200 ngàn. Shop còn niêm yết giá gần 200 luôn. Vì nó đáng như vậy. Chất nó quá đẹp. Dâu để 45 ngàn nè. Set bò chị dâu hết rồi. Còn một set gạch thôi à. Em lấy set gạch được không bé? Còn đúng set gạch cuối cùng à. Màu đẹp mà. Màu gạch gạch á, cam cam gạch gạch, nói chung là màu hồng hồng gạch gạch á. Đây. Còn một set màu gạch cuối cùng nha Tuyền Nguyễn, xịn lắm. Xịn lắm luôn, so với giá 65 ngàn là quá xịn luôn nè. Dâu còn có một set màu gạch thôi. Nhung nha, rồi nhung 45 ngàn, còn đúng cái, có đúng một cái nè. Rồi bán tới gần 200 ngàn, 175 luôn. Giá 175 ngàn luôn.
vì chất nó quá đẹp đi, quá xịn sò đi mọi người, chất nó quá xịn đi, giấu quần được nè hoặc là mặc đóng thùng được nè, mặc thả giấu quần còn không thì mặc đóng thùng, ok không? Màu cũng đẹp nữa, màu xám nha, màu xám rồi cho dâu là mã nhung đi, nhung 45 ngàn, nhung 45 ha, chị nào lấy nhung chốt mã nhung. Set còn có bộ màu gạch à, hết bò. Đầm này giống như đầm hoa lúc nãy mấy chị dành nhau nè, bông bí dứt luôn màu này không bông bí, lúc nãy em lấy đầm hoa đó. Rồi 85 ngàn, nãy mấy chị dành nhau ta, 3-4 chị dành nhau luôn á, mà cái đầm hoa hết rồi, nãy giờ dâu không nhớ mã này. Nãy là cái hoa nha, bây giờ là cái họa tiết bao sang maxi dài chạm đất á, tới mắt cá, chạm đất luôn, lùng như dâu là chạm đất. Có mút ngực nha, cổ vuông tay bồng, bao sang bao xịn sò. Ở ngoài bán 200 mấy, 200 em thấy là người ta la 279 ngàn free ship á. Rồi dâu để 85 ngàn, 85 ngàn nha. 40 cân tới 60 cân đổ về vì nó bo phía sau lưng nên là dễ mặc cực. Có túi nha. Cái chất vải lụa như vậy thì mấy chị không cần phải ủi, không bao giờ sợ nhanh nên là không không bao giờ nhanh nên không cần phải ủi mọi người ha. Gặp cho chị Thanh Lam. Đầm nha, chị nào lấy đầm cho dâu mã đầm. Thấy dâu ông cho dòng chấm đi mọi người. Sao năm nay like buồn quá vậy trời. Sao năm nay like buồn vậy trời. Tối qua giờ này hình như là mới bắt đầu like này còn đông vui. Sao năm nay like buồn vậy. Đầm vàng nha. Đầm vàng chị em ơi. Mai mốt đi vài bữa nữa em khui lâu áo kiểu đi. Giờ lười khui quá, áo kiểu hot girl rồi công sở rồi sang rồi tin có cả nha. Bữa nay chưa đâu, nhà đang lu bu quá. Chị nào mà tới nhà dâu thấy nhà dâu toàn hàng không sợ luôn. Đầm đẹp nha. Rồi để đầm này cho dâu 75 ngàn. Rồi ta nói chứ bán nhận hàng rồi mới biết sao mà dâu bán quá rẻ luôn á. Cái đầm này thiệt luôn, đi lấy sỉ còn 130 là còn không không có cửa luôn. Rồi để 75 ngàn một nửa giá luôn mấy chị ơi. Ok chưa? Con này là tầm khoảng size L á, cỡ size L. Size L nha, size L là mặc đẹp rồi. Size L khoảng cỡ 52, 50, 52 cân tới khoảng 57, 58 cân. Cao thì 60 cân nha. Cao thì 60 cân vừa, cổ vuông tay bồng. Đẹp, có đầm cúc ngực đen không chị? Dâu không có, rồi đầm dây thì có. Mang thêm một cái dây beo nữa ok nha mọi người. Mang thêm cái dây beo nữa là ok nè. Đầm đẹp lắm luôn, form đẹp, chất đẹp. Mặc đi chơi, mặc đi công sở ok. Em cho mấy chị coi chất nè. Đó 75 ngàn. Đáng đồng tiền lắm, đẹp từ đường kim mũi chị đẹp lắm, xuất sắc nha. 75 ngàn, chị nào lấy đầm vàng cho dâu mã đầm vàng. Đầm vàng 75. Áo hồng. Hồng này bao nhiêu ta? Hồng này 35 đi, áo len. Len hồng 35 ngàn. Phía trong nó có cái dây mà chị nào không ưng thì khỏi cần mặc. Đây len hồng 35 ha. Len hồng 35, chị nào lấy len cho dâu mã len. Len hồng 35. Váy. Thôi, áo khoác kiểu hả? À, áo khoác kiểu giờ không nhớ rồi. Có mà giờ không nhớ để đâu á. Có mà giờ không nhớ để đâu em ơi. Rồi áo này nó hơi dơ nha. Hơi dơ vì giặt giùm vô một cái đi. Áo tin tin, áo rất tớp á. Hơi dơ nha, áo mới. Rồi giặt vô một cái nha, cho vô mã này là mã mã gì ta, mã tặng đi, ai cũng mặc được. Mã tặng nha, hơi dơ thôi à, dơ nhẹ lắm, về giặt giùm em một cái. Sơ mi nè ơi, cái mẫu họa tiết này đẹp nè, mẫu họa tiết này là mẫu mới nè,
tặng cho bé Minh Nguyệt, tặng cho Minh Nguyệt rồi. Rồi sếp nha, trời ơi mẫu mới này đẹp ghê không? Tặng cho Minh Nguyệt nha, khoác bé gái đi em. Dạ ok. Đây, tay bồng nha, trời ơi dễ cưng không? Set quần ống suông nha, cái áo thì mọi người mặc nguyên set hoặc là tắt kiểu ra mặc với quần jean, quần sọc, chân váy ok. Set cổ vuông tay bồng chu cha ơi, xịn quá. Nó bo ngay cái phần eo thôi, để cho mình có ngực với lại bo ngay eo, eo mình nhỏ gọn hơn nữa mấy chị nha. Rồi cho dâu mã set đi 65 ngàn, đáng đồng tiền quá. Tay bồng nè, cho dâu mã set đi mấy chị. Hình như là có một set thôi, một set duy nhất á. Đẹp ghê luôn. Set nha, chị nào lấy set cho dâu mã set đi, set cho Mai Tuyết. Cho Mai Tuyết nè. Đây có cái đầm nè, đầm màu hồng nha, đầm size S. Size S nha mấy chị, đầm size S nha. Dễ thương ha. Rồi cho dâu mã đầm đi. Cho dâu mã hồng nha, hồng đi bao nhiêu ta? 45 ngàn, dễ thương không? Đầm 45 ngàn cho dâu mã hồng nha, tay búp nè. Tay búp nha, rồi cho dâu mã hồng, hồng 45 ngàn. Chị nào lấy hồng comment mã hồng giùm em. Hồng 45 nha, dài ngang gối. Đầm hồng 45 ha, chị nào lấy đầm hồng cho dâu mã đầm hồng. Này tầm size S thôi. Size S nha, chị nào lấy thì comment cho em đi, đầm hồng 45 ngàn. Xinh quá. Hồng 45, chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng. Cái này còn sót nè, sót một xếp nha. Xếp cuối cùng rồi, 65 ngàn mã 3 tay bồng, 65 ngàn mã 3, chị nào lấy comment cho dâu. Em nghĩ chắc chị Nhi vừa quá chị Nhi ơi, nên xếp này size lớn đó, vừa quá chị ơi. Em nghĩ chắc vừa cho nó co giãn lắm luôn á chị Nhi. Mai chị qua thử đi ha. Tím tím tím. Hồng cho chị Hạnh Nguyên. Tím này em có cái tím nè. Rồi cái tím này bao nhiêu ta? Cưng quá, màu đẹp. Vải đẹp, mẫu cũng xinh nữa. Tầm khoảng 50kg đổ về, 50cân đổ về nha mọi người, 50cân đổ về, đầm tím tay bồng, nhún phần chân váy nha. Rồi cho dâu mã tím đi, 45 ngàn. Đi chơi đi tiệc xịn sò luôn mà cầm cái đầm không ai nghĩ là 45 á. Nghĩ là nè, không ai tin được là mọi người mua 45 ngàn, nó xịn như hàng mọi người mua hơn trăm. Nghe xịn giống như là mấy chị mua 100, 250 thôi. Hàng xịn mà, hàng Quảng Châu luôn nè. Rồi em bán 45 ngàn cho dâu mã đầm đi hoặc là mã tím. Tím nha, cỡ dưới 50kg. Tím nha, chị nào lấy tím comment mã tím. Tím chị Thẩm.
Rồi quần sọc jean size này là size M. Sọc jean size M nha, bao nhiêu được ta? 49 ngàn thôi. Sọc jean size M hàng co giãn có kèm phụ kiện 49 ngàn. Dạ hết tím rồi chị ơi, hết tím rồi chị Hạnh Nguyên ơi, để em coi có màu khác không. Rồi chị vô mã này là mã jean nha, jean size M kèm phụ kiện 49 ngàn, co giãn, hàng xịn, co giãn xịn sò. Đẹp lắm, quần 49 ngàn. Chị vô mã jean ha, chị nào lấy jean chốt jean. Áo hoa đây nè. Ai áo hoa đây? Sọc, ok chị. Cái này nó bị sức nút rồi, về đơm cho dòng cái nha, nó bị bung cái nút ra hả? Để may cái nút lại cho dòng cái nha. Rồi để rẻ cho mọi người 50 đi, đẹp lắm, lụa đẹp, lụa xịn. Rồi hoa nha, chị vô mã hoa, cái này đẹp này Nga Huỳnh. Màu cũng đẹp nữa. Hoa 50 nha, chị nào lấy hoa cho em mã hoa. Hoa 50. Hoa 50 ha, chị nào lấy hoa chốt hoa. Ok. Hết hoa nha, hết hoa. Hoa cho Nga Huỳnh. Hết hoa rồi, hoa cho bé Nga. Để em tiếp mẫu. Có cái áo này dễ thương nè. Áo dễ thương này chị Thẩm. Vải đẹp, mẫu cũng dễ cưng. Áo dễ thương này bà Mơ. Rồi cho vô mã cam nha, 35 ngàn. Cam 35. Bô rip xịn. Cam 35 ha, 55 cân đổ về vừa. 35 cân tới 55 cân. Cho con gái vô để cho nó mặc mấy màu luôn. Dâu với con gái vô mặc cặp á. Mặc mấy màu luôn á. Ba mẹ con mặc mấy màu luôn. Hồi được nó về nhiều màu mà. Rồi cam 35 ha. Áo đẹp lắm nha Phụng. Cái set này đẹp này chị Thẩm, set này size bự nè. Chị Thẩm set này size bự, vải đẹp nữa. Dâu để 65 ngàn một set. Ở ngoài bán set này 170, shop nó bán 170. Có mấy set à, nó sale ra được có mấy set à. Size bự nha, free size khoảng cỡ 40 cân tới 65-70 cân vừa. 40 cân tới 70 cân vừa vì nó rất là co giãn. Không biết gọi là vải gì luôn, xịn cực kỳ luôn mấy chị ơi. Em để 65 ngàn, có màu cẩm với lại màu đẹp xanh. Xanh than với lại màu cẩm nha nè. Lưng cao, quần ống suông. Áo của nó đây. Cưng lắm. Nó có nơ ở trên vai dễ thương cực. Áo dây buộc nơ, mạng hôm nay chán xong chảo thấy sướng sao kỳ vậy. Nè, cưng cực kỳ cưng luôn. Hai set hai màu ok chị nha, dễ thương lắm, 65 ngàn. Nặng tay xịn sò bao mát rượi. Mát mà thun lạnh không có cửa luôn á. Mát xịn sò hơn thun lạnh nhiều. Mát hơn thun lạnh nhiều luôn mấy chị nha. Bền nữa chứ. Vải xịn bền nha, dâu có hai màu nè. Nè, cầm một set là nặng vậy á, cầm một set thôi nặng vậy nè. 65 ngàn ha, chị nào lấy set màu nào chốt set kèm màu. Màu xanh với lại màu cẩm nha, chị nào lấy màu nào thì comment giùm em. Cái vải nó mát, nó mịn, xong là nó rũ xuống nên là nhìn gọn người lắm, nó rũ nha. Cái vải này nó mềm mềm. Mềm rũ, xịn sò. Mặc bao thích. Rồi, em có một con đầm đỏ nha, đầm dây đỏ size S nè. Size cỡ 4 mấy cân, 50 cân đổ về. Nha. Rồi sale cho mọi người. Sale cho chị em mình giá nhiêu màu đỏ đô, đầm lụa màu đỏ đô nè, đầm đi tiệc đồ á. Bà Mơ này giúp con Mơ, Mộng Mơ đâu rồi, rồi bao nhiêu ta, 55 55 giùm em nha, cho dâu mã đỏ.
đỏ 55 nha, có một đầm duy nhất, dài tới gối, dài ngang gối nha, màu đỏ đô, lụa đỏ đô, lụa đỏ đô ha, chị nào lấy đỏ cho dâu mã đỏ nè, bao cưng 55 nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Đỏ nha, lụa đỏ 55. Đỏ cho Ngọc Thu. Rồi chân váy size L đẹp nè. Chân váy dài ngang gối nha, size L. Mà cái mẫu cũng cưng nữa. Dày chứ không mỏng nha, em cho mọi người coi nè, một lớp cũng dày nè, thấy chưa? Không hề thấy gì luôn, thấy chưa? Một lớp mà cũng rất là dày. Rồi cho dâu mã này là mã chân váy nha, size L, rồi để con này 45 ngàn luôn. Chân váy size L cho dâu mã, chân váy nha, bông bỉ đâu rồi? Ai nhà nãy ai hỏi chân váy nè, Trúc Phạm hay là Trúc gì đó. Đẹp, cái chân váy đẹp, hàng Quảng Châu 45 ngàn. Đi chơi cũng được, đi công sở cũng được. Ok, chân váy cho bông bí. Hết rồi Mộng Liên ơi, hết rồi. Hết rồi. Màu gì em, màu nâu mà nội cái vàng nút không là đã đáng đồng tiền rồi. Cái chân váy này nè. Ây cha. Trời ơi, giúp con này nè Mơ, con này dễ thương ghê luôn Mơ. Trời ơi, đẹp quá, 85 ngàn cho dâu mã nu nha. Chúng cha xinh quá. Tay bồng nè. Xinh quá à, size S nha mọi người ơi, dài ngang gối. Dài tầm ngang gối á. Đẹp quá vậy. Cái vải này nó khó nhanh lắm, bởi vậy giờ mọi người không nhìn thấy dâu, không nhìn thấy nếp nhanh luôn, thấy chưa? Em nói là mấy cái vải này nó không có nhanh. Mát mịn mà không nhanh nha. Rồi cho dâu mã đầm nu đi, 85 ngàn cưng ghê chưa? Đầm nu ha. Con này nhỏ à chị Bích ơi, chị lấy, chị có lấy không? Khoảng cỡ bốn mấy cân à, trên váy chị không có. Chị Bích ơi, con này nhỏ chị mua cho ai hả? Dễ thương quá. Cỡ dưới 50 kg chị lấy không? Không có váy công sở, có công sở có nha. Size nhỏ không vừa dạ. Ok chị nha, vậy là cái này để cho chị Thẩm nè. Chị Thẩm rồi. Có cái hồng nha, đầm này đẹp nè. Mọi người đầm này xịn luôn chứ không phải đẹp nữa. Để dành đi Đà Lạt hoặc là để dành vô mùa xe xe á nha, đi Đà Lạt hoặc là xe xe đồ, trời ơi cưng chưa. Màu hồng là muôn năm. Màu hồng muôn năm. Đó nha. Trời ơi đẹp quá à. Rồi chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng, để con này cho mọi người giá sốc luôn 70. Len xịn sò nha, len quá xịn luôn. Tông màu hả ngọt, nhìn muốn cắn dễ sợ. Dâu giờ là hồi tin. Năm vừa rồi kỵ màu đỏ, thích màu đỏ mà kỵ màu đỏ 3 năm liên tục. Cũng không không thích màu hồng lắm mà năm nay thì lại thích. Bắt đầu là màu hồng á, ghiền ghiền lại rồi. Ghiền ghiền lại tông hồng rồi mà đó giờ. Còn năm ngoái bác màu hồng gần hết tủ rồi. Hồng quá đẹp, quá xuất sắc. Rồi cho dâu mã này là mã áo len kiểu này, áo len màu xanh than này. Sao mà còn sót một cái trong đây không biết nữa. Màu xanh đen nha, cho dâu mã này là mã xanh đi. Bao nhiêu ta? 35 cho nhanh. 35 ngàn cho nhanh, xinh mà. Màu xanh đen mà áo xinh mà. 35 ngàn cho nhanh nha, cho dâu mã xanh. Xanh 35 nha mọi người, len Quảng Châu. Len mịn xịn. Áo này xanh cho bé Thuận nè, con này xịn nè, con này sót ra một cái không biết là. Ơi con này là của ai ra sót ra vô không nhớ luôn. Không nhớ luôn á, hình như là có hai cái sót ra chứ hồi đợt xanh đen hết rồi chị Chanh Trúc ơi, hồi đợt mà trong Tết mà mấy chị giành giật nhau mã này là không còn luôn. Hồi đợt trong Tết mà giành giật nhau mã này là thiệt luôn, không có luôn, không còn hết sạch á. Vải đẹp nha, cho vô mã trắng đi rồi xả cho mọi người, hình như có hai cái thôi à. Trăm mốt đi. Cho vô mã này là mã trắng nha. Trắng trăm mốt siêu đẹp. Đẹp độc. Ở ngoài thị trường cũng hiếm chỗ có mẫu này lắm. Hàng Quảng Châu xịn nha. Xeo lỗ trăm mốt. Nó điêu mất lộc nè, xeo lỗ.
Em nhập con này vô đã 125 hay là 125 không nhớ rồi. Hương Xuân khách mới lên số điện thoại để chị giùm em nha chị. Chị Hương Xuân khách mới hả? Lên số điện thoại để chị giùm em nha. Chị khách mới hả? Hay là chị chung đơn với ai vậy? Không thì để cho Nguyễn Thơ ha. Không thì để áo cho Nguyễn Thơ. Xanh này lại của ai ta? Xanh cho bé Thuận Phạm. Có set bộ Quảng Châu không người đẹp? Dạ trong đây em cũng có chị. Có chị yêu ơi. Chờ em xíu xíu đi. Rồi con chân váy đẹp nha. Chân váy size S nè. Chân váy size S có lót quần. Có lót phía trong rồi mọi người yên tâm nha. Có lót quần. Chứ vô mã chân váy đi 35 ngàn. Để rẻ 35 luôn chứ mẫu này mẫu hot mà. Đó mẫu này mặc hoài, mặc hoài luôn. Nó chỉ nhúng đằng trước thôi chứ đằng sau không có nhúng đâu. Yên tâm ha. Đó mang thêm cái dây lưng nữa cũng được. Khách mở dạ. Mang thêm dây lưng cũng được. Còn không thì mọi người mặc không như vậy thôi. 35 ngàn hàng Quảng Châu xịn. Lót quần hẳn ho nha, vải mịn. Không có giống như hàng xưởng đâu mấy chị yên tâm. Vải mịn nè. Rồi chị vô mã chân váy nha. Chân váy size S 35 ngàn. Size S 35. Size S nha chị Chanh Trúc ơi. Chị là không vừa, chị mua cho ai hả? Chị Chanh Trúc. Chị không có vừa đâu, chị mua cho ai hả? Chị Chanh Trúc ơi, chị mua cho ai hay sao? Chứ chị là không vừa nha chị yêu. Rồi lụa tơ em còn cái nha. Lụa tơ dâu còn một cái nè. Sơ mi lụa tơ dâu còn một cái. Size của nó là khoảng cỡ 53 cân đổ về. Size của nó cỡ 53, 56 cân đổ về tùy chiều cao nha. Chị nào cao thì 56 cân. Còn không là cỡ 53 cân mọi người mặc cho đẹp. Em còn có một cái cuối cùng lụa tơ. Lụa tơ nha. Còn cái màu trắng cuối cùng cho dâu mã trắng đi 80... 8, rồi sang chưa 89 ngàn. Còn có một cái cuối cùng lụa tơ. Thôi đi em dạ ok để... Chân váy để chị Hạnh Nguyên nè. Lụa. Lụa cho chị Thẩm. Lụa này còn hình ong thôi. Lụa tơ là em còn đúng một mẫu ong hết sạch. Để lên cho mọi người coi luôn. Hình như là còn hai cái thôi à. Ai nhắn tin vậy biết, đang like mà ai nhắn tin vậy không biết. Đây, mẫu đây nè, Mộc Liêm. Đẹp lắm á, còn có vài cái à. Hết rồi, còn có hai cái hả. Rồi cho vô mã này là mã ong nha. Ong 89 ngàn, y chang luôn, cũng là lụa tơ luôn. Y chang luôn nha, lụa tơ luôn nè, xịn. Rồi, ong nha. Hôm kia like dâu có mặt đó, dâu có mặt cái form này nè. Hết sạch rồi, hết sạch mấy mẫu luôn, mấy mẫu mấy màu luôn, hết sạch rồi còn có một mẫu này còn hai cái à. Rồi cho dâu mã ong nha, màu cũng đẹp nữa nha, màu hồng tây tây á. Màu hồng tây 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 nha. Ong chị Thẩm nè. Em còn con cuối cùng nha, chị nào lấy ong chốt mà ong này, ong đi Mộng Liên. Phải mát mịn, thích lụa tơ nha. Ong cho Mai Tuyết. Ong cho Mai Tuyết nè. Rồi xét hồng. Xét nha, xét cưng nè. Xét hồng nha mấy anh chim. Chữ này là chữ thêu nha, xét hồng cổ tim nè. Kèm theo quần. Đây cỡ 55 56 cân đổ về. Đó, 55 56 cân đổ về nha, tùy chiều cao. Nha. Chị nào mà mông bự quá thì khoảng cỡ 53 cân 52 cân đổ về thôi. Rồi cho dâu mã xét hồng, để xét này cho chị em mình giá 65 ok không?
quá rẻ, quá xuất sắc luôn này, quá rẻ luôn, cổ tim viền, hàng Quảng Châu luôn nè. Rồi cho vô mã xét nha, xét cho Nguyễn Trần Anh Tuấn, hết xét rồi Mộng Liên ơi, hết xét nha, xét này cho Nguyễn Trần Anh Tuấn. Xét cho Nguyễn Trần Anh Tuấn nè. Còn nhiều set cưng lắm. Quần tây đẹp nha mấy anh chị, quần tây có một cái thôi size M. Ô cha ơi. Set hồng không vừa hết rồi nè. Quần tây size M nha, có một cái thôi. Bao xịn, chị nào vừa size M thì bụp luôn nè. Bao form bao chất đẹp nha, rồi em để con này cho mọi người 85.000. Quần tây nha, quần tây bét ghi ống đứng. Không đẹp không lấy tiền. Vừa đẹp vừa rẻ. Bốc sĩ vô đã 105 rồi mấy chim. Bốc sĩ vô 100 trăm 100 105 gì không nhớ. Giống như cái mẫu khóa đó, em cũng vậy, bốc vô 100 ngàn mà 105 mà bán ra có 115 ngàn. Hôm qua mới like xong đó. Nó đủ ri, con này còn có một cái à. Có một cái size M nha, sale 85 ngàn. Lỗ lòi lờ luôn. Ok, Nguyễn Trần Anh Tuấn nha. Quần tây em về nhiều mẫu lắm. Cái set này có cái quần đâu mất tiêu rồi ta. Bi 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 bi. Bi Quảng Châu, bi Bido nè, cưng quá. Bữa nay toàn cổ vuông tay bồng thôi. Cái mẫu này mấy cái mẫu cổ vuông tay bồng mặt ngoài nó không có ấy á. Dễ thương quá à. Để cái này cho con gái đi ta. Màu ngọt quá. Hết quần rồi Nguyễn Thơ ơi. Hết quần nha. Hết quần rồi, chị dâu có mẫu mới thôi. Mẫu mới 115 ngàn á. Để em lên cho mọi người coi này, cũng gần hết rồi, còn ít là còn mấy cái à. Baby doll nó dễ thương. Mà cái này khoảng cỡ 53 cân đổ về nha. Baby doll hàng Quảng Châu nè, 53 cân đổ về mặt đẹp nè. Rồi chị nào lấy đầm bi cổ vuông tay bồng đây. Bi nha, cho dâu con này bao nhiêu ta, 55 ngàn đi. Bán rẻ. Bi cho chị Thẩm. Nãy giờ không có mua được gì luôn. Có cái áo trắng rồi. Có cái đầm maxi dài đẹp, độc luôn. Bà lấy âm đi, cho bà coi. Đây mẫu đẹp nè. Dâu cao đủ size SML. Đủ size nha. Con này là 115 nè. Mẫu mới, mẫu mới. Đây, lưng cao, hàng Quảng Châu luôn. Đó, 115 nha. Form với chất đẹp cực kỳ luôn mấy anh chị ơi. Để em đi thay ra em mặc cho. Thôi lười quá ha, mặc quần ngắn cho nó thoải mái. Lên trên váy chữ A đi, Đỗ Hoài Linh chị ơi, lên cho. Ô, trên váy chữ A dâu nhiều lắm, chờ dâu xíu nha. Để dâu chạy qua bên kia, tại vì nhà dâu hàng không mà trên váy là để bên kia rồi. Chờ dâu xíu xíu nha. Đủ size nha, chị nào lấy size nào comment size đó giùm em. Quần 115 ngàn. 115 thôi. Size L chị Bích Ngọc. Ok Mộng Liên nha. Nguyễn Mơ đâu
trên vải chữ A đây. Hàng An Đông siêu cấp. An Đông siêu cấp bán giá siêu rẻ. Giờ đi ăn uống hai lon coca, không là về nhà uống hai hộp vô móc, uống một đống nước rồi mà giờ vẫn còn khát nước, tại vì đi ăn đồ nướng á, làm mình khát nước quá. Giờ mà có đi trà sữa thôi rồi. Đã chân váy hàng An Đông nha, cao cấp, bao đẹp, không nhăn không xù, mấy chị yên tâm, lót chân váy đều có lót phía trong rồi. Mẫu này hình như là có size SM, có màu nha, màu đen, màu hồng, màu đỏ đô, màu rêu, đen hồng đỏ đô rêu. Đẹp này chị Thắm ơi, đẹp rẻ nha. Rồi em bán lẻ con này cho mọi người 59.000. Ok chưa? Thề luôn á, chị nào mà đi bốc sỉ mẫu này mà có giá khoảng cỡ 60-70.000 em tặng luôn, khỏi bán luôn. Ok chưa mấy chị? Có màu nữa nha, có màu mà hình như là có size em chưa khui. Nó dền cả bao bự mà em chưa khui á, mới bốc phía trên mặt thôi à, không biết là nó có size gì. Nha, rồi bán 59.000, lẻ 59.000 rất là xịn. Ôm số lượng nhiều mà siêu siêu nhiều nên là mới có giá như vậy để bán lẻ cho mấy chị á. Lót quần nha, cái chân váy nào cũng có lót quần hết, bao đẹp. Đây mấy chị nha, form với chất quá ok luôn mấy chị, form với chất quá ok luôn nha, không nhăn không xù, mọi người yên tâm. Rồi em lên bảng màu cho mọi người chốt size nha. Hồng đỏ đô, có cái màu tím. Ủa không phải màu tím này là cái gì á, tím này là màu khác. Màu hồng nè, đẹp quá à, size S với M nha mọi người ơi. Rồi dày ghê luôn, nặng tay. Váy đen đủ size, dạ em sợ không có đủ size chị ơi. Màu rêu. Nó nhiều mẫu trong đây, em chưa có thời gian em soạn á. Chưa có thời gian soạn nên là. Trời ơi đỏ đô này đẹp ghê không. Đi công sở được, đi chơi đi công sở được nha mọi người, nó dài tầm nửa đùi mình á. Đi công sở vẫn được mà em thấy khách dâu vẫn đi làm công sở. Chị làm, mọi người đi làm bên nhà nước, bên giống như là giáo viên hoặc là làm bên ủy ban này kia thì mặc mới không được thôi, chứ còn em thấy đi làm văn phòng vẫn mặc bình thường mà, đi làm văn phòng mặc bạo luôn. Sợ không có sai chị ơi. Đẹp quá à, màu siêu đẹp luôn nha mấy chim nha. Mẫu siêu đẹp luôn. Chị Thắm lấy mấy cái em sợ không có size á. Nó có size khoảng 50 cân độ về à. Chị lấy đại hai cái đi chị Thắm. Hoặc là lấy 2-3 màu đi chứ em sợ cái này nó không có size rồi. Cái mẫu này sợ không có size. Đẹp lắm, nguyên lô quá trời xịn. Định nghỉ lâu lâu chưa muốn bán mà đầu năm kho nào nó cũng réo hàng. Làm mình gặp mình ham hàng nữa chứ. Tiền để trong người không được lâu. Trời ơi nè, đẹp chưa? Trời ơi. Đẹp vậy sao mà chịu nổi. Giá của nó bán 170.000 mọi người thấy chưa? Giá bán lẻ ra niêm yết là 170.000 lót quần. Ấy con này là quần sọc, chú cha con này là quần sọc nha mấy chị ơi, con này là quần sọc nha. Quần giả váy đằng sau là quần bị văng hoài không biết luôn, đằng sau là quần, đằng trước là váy, con này tầm size SM. Cũng cỡ size dưới 50 cân. Để coi mua thêm đợt sau hãy gửi nhà giao dạ. Ok chị yêu nha. Rồi cho dâu mã này là mã quần váy đi, quần váy nha mọi người. Ây da, quần váy 75. Quần váy 75 nha. Xín xò. Có một mẫu chân váy đó là giá 59 thôi.
còn lại là 65 với 75 hết. 75 là cao nhất. An Đông siêu cấp nha. Có một mẫu trên váy đó là 50.000 là rẻ nhất thôi à. Rồi con này là mã 2 nha. Ở trong bao vừa mới khui. Cái này là co dạng thoải mái nè. Con này con chị mặc vừa này chị Bích ơi. Này con chị mặc vừa này chị Bích. Con này đi công sở được, nó gai dài gần tới gối. Con này mã 2 nha. Chân váy có L không? Dạ em chưa khui hết mẫu, chưa khui hết bao. Chân váy bao nhiêu chị? À, cái chân váy màu màu hồng, màu rêu với lại đỏ đô có thêu hình con ong ở đây là 59.000 đẹp nha em gái. Đây nè. Rêu hồng đỏ đô lót quần. Con này 59.000 đẹp lắm. 59.000 thôi. 59.000 em gái nha. Form với chất ok là xuất sắc nha. Form với chất bao đẹp. Rồi. Nè màu hồng, màu đỏ đô với lại màu rêu nha, đẹp lắm Phạm Nguyệt. Nặng tay, nặng tay nha. Xịn nặng. À, nặng ghê luôn, để coi cái này là cái gì. Đỏ đô OT OT. Nặng lắm nha, chứ không giống như hàng xưởng. Nó cầm dày nhưng mà nó cái vải nó xù xù, vải nó không có mát. Còn hàng này là hàng An Đông khác nha mọi người. Nặng tay mát, con này đẹp nè. Ôi, trời ơi, con này 60 cân đổ về đẹp này rồi. Con này đẹp ghê luôn Mộng Liên ơi, bà Thảo đâu rồi? Ở dài vừa qua khỏi gối luôn, có cái dây cột beo luôn. Nha, trên váy màu rêu nè, chú cha ơi, 75.000 má ơi. Đẹp quá. Chất cực xịn sò giùm em nha, có dây để buộc nơ nè. Có dây buộc nơ nè. Chất cực xịn sò luôn mấy chị ơi, chất cực xịn sò. Ở trong bao nó vậy thôi chứ nó không nhanh đâu, mọi người yên tâm nha. Về xuống nước ủi sơ một cái bao không nhanh luôn. Xịn giống như là mấy cái mẫu rêu cho chị Thẩm. Mấy cái mẫu gì ta? Giống như cái dòng mà đẹp quá. 75.000. Cái này chắc là quần chân váy hả? Anh tím nha, tím mộng, tím mơ nè, đẹp quá vậy. Sao mà nó đẹp cho cái chân váy không, nó bán tới 195 luôn rồi mấy chị nè, 195 luôn mà đẹp. Chất nó quá đẹp đi, form với chất nó quá đẹp nha. Con này cỡ size SM cỡ 50kg đổ về nha, 50kg đổ về, 50kg đổ về nè. Xếp ly ha, bởi tao nói hàng xịn, hàng cao cấp có khác á. Cái may nó cũng kỹ mà cái độ xòe, cái ly nhìn nó cũng đáng đồng tiền ghê luôn. Rồi cho dâu mã tím nha, 65 50kg đổ về. Này đẹp này mộng mơ. Mơ này đẹp này mơ. Nặng lắm. Chân váy mà cầm nặng bằng cái đầm rồi. Uống cà phê gần đây á anh. Chấm nè. Dạ nhiều. Con này chắc cỡ size S à. Cưng quá vậy. Ơi.
Mẹ nghe đây. Hồng nha, Hồng dập ly có quần phía trong nè. Bước đại qua đây đi anh. Đâu cho đồng hồ. Hồng nha, chị nào lấy Hồng chốt mã Hồng nè. Hồng rồi như ta 59 đi. Hồng 59 nha, có một cái nó lạc bầy à. 59 ngàn. Nặng. Cầm cái chân váy chắc nó phải nặng bằng cái đầm á. Lót quần nha. Nội nó dập ly sát sát vậy là cũng hao nhiều vải rồi, nên là nó nặng lắm mà vải đẹp. Hồng nha, chị nào lấy Hồng chốt mã Hồng. Còn đen này là quần. Đen này là quần suông nha. Quần suông dập ly. Sao mà nó nặng dữ vậy ta? Có cả đai luôn nè. Rồi 75 đi mọi người, cho dâu mã đen nha. Nặng quá. Đen nha, quần suông đen dập ly free size. Này là 60 cân dư xăng luôn nha, 60-65 cân đổ về dư xăng luôn. 40 cân tới 60-65 cân. Siêu co giãn giùm em. Rồi quần đen nha, 75 ngàn. Quần đen suông. Ok chị. Hết nha mọi người ơi, hết hết. Hết nha Thanh Tuyền, hết nha Liên. Hết nha mọi người. Anh ơi, dọn đồ trên cái phòng trên cho bác Hồng lên ở nãy kìa. Rồi để coi có nào lẻ lẻ không nha, chứ ơi cái này giống cái màu đen lúc nãy đẹp nè, màu bò, cho dâu mã bò nha. Cưng quá à. Này là con chị mặc dừa nè, chị Bích nè. Đẹp nữa. Rồi cho dâu mã bò nha, 55 ngàn đi, có một cái à, để 55 ngàn luôn, có hai túi hai bên nè. Có hai túi hai bên dễ thương nha, màu bò. Không nghe tiếng chị sao kỳ vậy ta? Qua này live Facebook hôm live 2 ngày nay cũng có mấy chị vô kêu là sao nói chị thấy hình thôi không nghe tiếng. Dâu không biết luôn. Nhiều khi do điện thoại của dâu hay sao á. Rồi mã bò giùm em nha, bò 55. Mặc áo trắng áo đen mà áo thun thôi là dễ thương rồi. Bò 55 nha, chị nào lấy bò chốt mã bò. Free size. Rất rõ. Quần sọt đẹp nha mọi người, quần sọt đẹp nè. Rất rõ không phải mạng của chị dâu. Quần đẹp quá vậy. Trời ơi. Quần đẹp quá à. Mấy chị coi nè. Con này khoảng cỡ, tại vì nó là lưng cao á, mông thì khoảng cỡ 94 hoặc là 95, mông 96 đổ về vừa. Mông 96 đổ về vừa nha, eo thì khoảng cỡ 72 73. Nha mấy chị nha, eo khoảng cỡ 72 73 đổ về. Nha. Là tương có size SM, có màu nữa nè. Đẹp quá à. Con này bán 65 ngàn siêu rẻ. Cái quần này bán 65 ngàn quá rẻ luôn nè. Nha mọi người, có sẵn dây đai rồi, khoen rồi, có sẵn khoen như vậy rồi. Có túi nha. Đây là nó may ly nè. Quần này đẹp lắm bé Thanh Tuyền nè. Mộng mơ nè, bà mơ đâu rồi? Bà mơ chắc đi ngủ rồi mà. Cà giật nãy giờ chắc đi ngủ rồi hả? Có màu trắng nha. Dày lắm, không mỏng đâu. Thấy chưa, một lớp không thấy đó, đó thấy chưa, một lớp là đã dày rồi mọi người thấy không? Cha điện thoại hết pin. Rồi 65 ngàn, chị nào lấy quần cho dâu mã quần kèm màu kèm size. Kèm dây lưng luôn, kèm dây lưng luôn nha. Quần đỏ cho thêm kim, ok. Đẹp lắm. Trắng nha, chị nào lấy trắng chốt trắng nè. Vàng, bò, xanh, trời ơi con này có nhiều màu. Để mai vô like vô mặt con này đi. Quần trắng size L không, dạ không có chị. Nè cho mọi người coi màu nè. Trắng, màu bò, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Trắng, bò, vàng, xanh, đỏ. Ô đẹp quá à. Chị còn kính không? Kính hả? Để dâu coi, hình như là còn 2-3 cái. Của nhỏ bạn nó ký gửi lên, hình như còn 2-3 cái. Còn kính của dâu, dâu bác là dâu chưa bác. Kính dâu để trên lầu rồi.
Để trên lầu chưa bác nha, còn kính của nhỏ bạn, đợt nhỏ bạn vô mang bầu nó nghỉ bán, nó nhờ dâu thanh lý hình như là còn hai ba cái à. Quyên Võ ơi, quần này em không vừa rồi. Quần này đẹp ghê luôn. Chị 55 cân mà cao bao nhiêu vậy chị nhớ lắm? 55 cân mà cao bao nhiêu vậy chị? Nhỏ bạn em nó 55 cân, nó mông nó 96 luôn. Eo nó 733, nó vừa. Eo chị nhiêu vậy chị yêu? Eo nó, eo con này khoảng cỡ 1m6, 1m65 trời ơi vừa. Đẹp lắm luôn á chị mơ, à, chị nhớ lắm ơi vừa nha chị nha nè. Quá trời xịn sò luôn. Cái form quần nó đẹp ha, nó ôm ngay eo xong là phần mông nó xòe xòe ra. Bò cho Nguyễn Mơ này. Sáu mươi lăm ngàn quá rẻ, vừa thì lấy á. Dạ chị cao tới mét 65 mà, mét 65 là cao lắm đó, cao hơn chồng em. Cái này đủ màu đi chị Thẩm, đẹp lắm luôn á. Lấy có một cái hả, cái này chị lấy đủ màu đi, đẹp thề luôn, rất là đẹp. Rồi em có cái quần jean size, quần jean suông size M. Jean suông size M nha, rồi con này hàng shop sale nè. Shop sale nha, bán con này tới trăm mấy á, rồi sale con này cho mọi người bao nhiêu ta? 6 6 rồi 55 đi, size M nha, 55 ngàn. Còn có một cái là sale 55 nha, chứ dâu mã jean nha. Jean suông 55 ngàn. Jean suông 55 ngàn giùm dâu. Jean suông nha. 55 ngàn có một cái thôi mấy chị, hết rồi. Hết rồi, hôm qua mấy chị mua hết rồi, còn một cái size M nha, chị nào lấy thì comment cho em. Jean suông size M. Rồi like cái khác nha, chân váy với quần là tạm thời để từ từ đi mai đồ đi. Bữa nay em không có, tại vì chưa có soạn màu, soạn mẫu, soạn size. Ở trong đó là quần tây nè, tây suông, tây chính tất, tây baggy nhiều lắm, em chưa có soạn được. Vài bữa nữa đi. Con này em còn một cái nè, một cái cuối cùng nha. Lai Nam chị ơi, Nam giờ cũng thua luôn, đồ Nam giờ không lấy ra được luôn á. Đồ Nam chắc phải đợi sang tuần quá. Đi đơn này trước đi, rồi tuần sau rồi đi đơn đồ Nam. Con này đẹp này chị Thẩm, em còn có một cái à. Khách giật hết rồi, khách mua sạch sành xanh rồi. Con này mẫu này về chắc được 50 cái á. Bán like 2 ngày hết rồi, còn có cái cuối cùng 85 cho dâu mã trắng. Quá xịn, chứ không phải là nó xịn nữa, quá xịn luôn. Rồi cho dâu mã trắng nha, hai lá cổ. Hai lá cổ nha, dâu còn cái cuối cùng rồi cho dâu mã sơ mi trắng. Sơ mi trắng nha, chị nào lấy sơ mi trắng thì dâu mã sơ mi trắng nè. Vải đẹp. Dày dặn nặng tay, dày hơn cầm một cái đầm. Ủa dày cỡ bằng cầm một cái đầm á. Rồi sơ mi trắng nha, vô còn cái cuối cùng. Chị nào lấy trắng comment mã trắng. Cái chất vải này nghe nó bán tới 215 nè mọi người thấy không? Nè giá của nó đó. Tới 215 rồi. Rồi vô còn cái ở ngoài nó cũng bán cỡ đó mà rẻ thì 160, 180 rồi còn cái nha, sale 85 luôn. Chị nào lấy thì chốt cho vô mã sơ mi ha. Sơ mi trắng 85 ngàn. À
mẫu đó khác chị, mẫu này là mẫu mới. Khác nha, không có giống nhau. Em có set này dễ thương nè. Set này là set lửng đẹp nè chị Ngọc. Lụa đẹp, sang nữa chứ. Rồi set 65 nha, chị nào lấy set thì vô mã set, có đúng một set duy nhất. Sang lụa nha, màu xanh than. 56 57 cân đổ về mặt đẹp ha. 56 57 cân đổ về mặt đẹp cho dâu nè. Người ta toàn bán là trăm mấy luôn, con này là trăm trăm ba luôn nè. Rồi 65 nha, chị nào lấy set cho dâu mã set. Mùa này là mặc bao mát. Set cho anh Tuấn. Bao mát, bao xịn. Rồi mẫu này có cái đầm nha. Ưng. Chắc cái này để dài dài bữa nữa. Có khả năng là đi Nha Trang với ông xã. Để dành mặc được ha. Trời xanh cát trắng đầm vàng gì đó. Đúng không? Nè đầm vàng nè. Hình như là con này có màu khác nữa nè. Hình như là có một cái màu vàng á, màu ủa màu màu gì ta? Nó có 3 màu mà vải đẹp ghê luôn Mỹ Chim ơi. Có 3 màu á, để em coi cái màu kia là màu gì. Để lại màu mặt bán hai màu. Màu kia là màu gì đây? Màu cam. Rồi, đầm đẹp nha mà size bự. Mát mịn. Size bự nha mọi người, bầu bí được nè hoặc là chị nào bự con á hoặc là bầu bí ok nha. Bởi vì nhà em là không có khách khứa tới nhà, chỉ có anh tới nhà em đó. Không có khách khứa tới nhà đâu. Nhà chỗ này không đồ mà. Quần áo váy vóc không. Đó tiền chạy đầy nhà đó. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chim ơi. Để cho mọi người con đầm này 70 ngàn thôi. Nhức nách. Có màu vàng với lại màu xanh nha. Đây đầm yếm. Cho chị Thẩm ok. Trời ơi đẹp lắm luôn chị ơi. Nè đây là màu đỏ đi. Màu đỏ với lại màu màu vàng. Đỏ vàng nha, 70 chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Mặc ở nhà lượn vòng vòng nó cũng sang nữa. Xanh cho thiên bình. Quá trời xịn luôn bé ơi. Quỷ này bữa nay gì đầu năm đầu tháng mua đầm suông rồi. Hả? Mua để dành có bầu đúng không? Năm mới cưới. Mua để dành mặc từ giờ tới bầu luôn đúng không? Ok thiên bình. Đúng chưa, đúng chưa. Mà cái đầm nó đẹp thiệt. Cái đầm nó xịn thiệt. Rồi em còn cái xanh đỏ nha. Còn cái đỏ nha. Chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ. Em còn cái đỏ nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ giùm dâu nè. Chứ còn gì nữa. Giờ là đầm body, đầm hot girl gì like tẹt lẹt luôn mà không thấy nó chốt không. Mà lúc trước là gu của nó. Lúc trước là gu của nó đó. Giờ nó qua nó mua đầm này để dành bầu mặc được chứ còn gì nữa. Đây này chị yêu ơi. Bao cưng bao xịn sò. Xuông xuông dài qua gối. Đây. Thước tha. Em còn cái đỏ nha, chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ. Rồi tím nè. Tím nha. Tím có dây rút eo nè. Rồi tím để con này bao nhiêu ta? 49 ngàn. Đẹp mà hàng Quảng Châu. Đẹp rẻ nè. 49 ngàn luôn, chị nào lấy tím cho dâu mã tím nha. Size khoảng cỡ 50kg đổ về. Size S á, con này size S nha. Dây kéo đằng sau dễ mặc. Dây kéo đằng sau nè. Rồi mã hoa tím nha, chị nào lấy tím 49 ngàn cho dâu mã tím đi. Mọi người về rút cái dây bên eo lên nha. Rút cái dây bên eo lên chút xíu nữa cho xinh. Tím tím tím. Tím mộng tím mơ.
Chị này hiểu em ghê, tranh thủ hốt rẻ. Dâu có áo len nha, dạng len tay bồng á. Len tay bồng nè. Rồi chị nào lấy len chốt len nha. Con này cho dâu 50. Len nha, chị nào lấy len cho dâu mã len đi. Free size nha, len tay bồng nè. Nặng tay. Áo len nha, chị nào lấy len chốt len. Có size 55 kg không chị? Mẫu nào vậy em gái? Rồi đầm hot girl nha, đầm body nè. Cổ yếm nha. Đó, cổ yếm nè. Len cho chị Phương Lan, ok chị. Đầm có mút ngực nha, đầm body. Dài qua gối. Vải quá đẹp luôn. Để con này cho mọi người 50 đi, cho dâu mã đầm đầm xanh nha, đầm xanh 50. Đầm xanh nha, chị nào lấy đầm xanh chốt đầm xanh. Len cho chị Phương Lan. Rồi set hot girl nha. Set về Thiên Bình. Đẹp. Mà tự nhiên không có duyên bán đồ hot girl là bán rẻ. Rồi set nha. Set 55 áo ống. Quần. Mang giày thể thao hoặc là mang cao gót lên là đẹp rồi. Mang quần thể thao cũng, mang giày thể thao cũng được, mang cao gót cũng được. Mặc nguyên set, tách set gì tùy ý nha. Rồi. Bao nhiêu đó mới nói nhiêu, 55 họ set 55 nha. Chị nào lấy set cho dâu mã set đi, set trắng nè. Vải đẹp. Vải đẹp nha, vải đẹp lắm. Vải đẹp lắm. Dâu đã trở lại. À gì, dâu trở lại và đẹp hơn xưa nè. Dạ em cảm ơn chị nha. Bởi bữa chưa mấy lúc mà chưa bán lại là mấy sáng còn đi với ông xã em ra quán uống cà phê đó. 3 ngày nay bán lại là không đi ra khỏi nhà luôn. Sao giờ mới bốc được mấy cái set dễ thương vậy nè? Nè giờ bốc được mấy cái set dễ thương ghê không? Rồi 65 nha. Mẫu thì cưng, vải thì đẹp, rồi cho dâu mã set nha, 65 ngàn. Tay bồng. Quần ống suông nha. Thổ cẩm nè. Mẹ ai hỏi thổ cẩm ta? Bé Ngọc Thu hả? Ngọc Thu còn coi like không vợ? Rồi cho dâu mã set nha. Xếp nha mọi người, xếp thổ cẩm nè. Mấy cái vải này mặc thích, nó không có xù, không có nhão, không có ra màu, không có nhăn. Xếp nha, chị nào lấy xếp chốt xếp. Em có một cái body nè. Này đẹp nè chị. Này xịn nè. Đó. Không có hở đâu mấy chị yên tâm nha. Đầm không biết gọi là vải gì luôn, nói chung là xịn, form đẹp. Rồi cho dâu đầm 85 đi có một cái à. Đầm nha, nói chung là xịn lắm luôn á, đầm 85 nha, có một cái thôi. Mặc vô thấy form đẹp. Năm ngoái vô bán mẫu này nè. Dâu mặc đi Hà Nội ai cũng khen đẹp. Ở trong đây cái shop này nó thanh lý có một cái y chang này. Nha đầm đẹp nha, 85 ngàn. Nga Huỳnh còn coi like không? Dứt con hoa này đẹp này Nga Huỳnh, 95. Hoa nha. Hoa xám phối ren. Có cái vàng nút bằng đá, siêu đẹp. Rồi cho dâu mã hoa nha mọi người, hoa. Like xíu nữa rồi nghỉ nha mấy anh chim. Mấy anh chim ơi, like xíu nữa nghỉ nha. Rồi cho dâu mã hoa ha, 95 ngàn. Quảng Châu mát mịn.
Đầm đẹp nè. 85 em hết rồi. Để em tí em coi còn không, còn em để chị nha, chị Hạnh Nguyên. Đẹp đầm xịn lắm. Rồi cho dâu mã này là mã đầm nu nè. Trời ơi, đẹp chưa mà anh chị ơi, đầm nu rồi để giá 75 ngàn luôn. Hàng Quảng Châu nha. Xịn lắm luôn á. Con này cỡ 5-6 cân đổ về á. 5-6 cân đổ về xinh. Rồi cho dâu mã này là mã đầm nu nha, tin tin xinh. Dài vừa qua khỏi gối, rồi cho dâu mã nu. Đầm nu 75. Một cái duy nhất nha. Một cái duy nhất nè, chị nào lấy đầm nu cho dâu mã đầm nu. Đầm nu 75. Cái này dâu chỉ có hai cái thôi. Cái này đẹp nè chế. Áo nhung màu đen tay bồng. Nhung đen tay bồng. Rồi con này cho dâu 59 ngàn. Nhung Quảng Châu xịn nặng tay. Nặng bằng cầm cái đầm. Rồi cho dâu mã đen nha, 55 ngàn. Ủa 59 ngàn. Đen 59, chị nào lấy đen comment mã đen giùm em. Đen 59. Rồi em còn cái, ok chị nè, nhung nè. Em còn cái nha, chị nào lấy nhung chốt mã nhung. Nhung còn cái thôi. Cái này sang nè. Rồi để con này cho mọi người 39 ngàn cho vui thôi. Chứ hàng xịn. Đó, cổ đắp chéo vậy đó. Nha. Rồi 39 ngàn, chị nào lấy vàng cho dâu mã vàng, vàng đồng. Vàng đồng 39 nha. Ai lấy vàng comment mã vàng giùm em. Vàng nha, chị nào lấy vàng comment mã vàng. Có một cái à. Vàng cho Tuyết Nhi. Đen cho chị Thanh Lam. Hả? Thì sao không? Hết vàng rồi mọi người. Vàng sang mà hết rồi. Áo trắng là đẹp, áo Quảng Châu mà hàng của nó là hàng cô tông hai da, hàng hoodie á. Rồi chị nào lấy trắng comment mã trắng nha, không xịn không lấy tiền luôn. Rồi 49 ngàn cho dâu mã trắng nha, nam nữ mặc được. Vải không phải đẹp bình thường nữa mà vải nó quá xịn luôn. Dày nặng tay mịn mát. Không có giống như hàng Thái là hàng ấy đâu mấy chị nha. Xịn gấp mấy lần hàng Thái. Hàng Thái thì nó mềm mịn mát nhưng mà nó không có độ dày bằng. Con này là cô tông hai da, nó là hàng hoodie nữa. Rồi mã trắng nha, còn có cái sale 49 đi. Trắng 49 nha. Nam nữ mặc được. Free size. Mát lắm, vải đẹp lắm. Trắng cho Vũ Nhi nè. Đen em có cái đen nè. Đen là cũng là Quảng Châu mà qua dòng sao giờ em qua cái dòng này là dòng gì đây. Cũng là hút đi nhưng mà dòng này là dòng theo hàng Quảng Châu nha, xịn lắm luôn. Lên khoác bé chưa? Dạ, chờ em xíu em lên liền luôn chị. Chị Phương Lan lấy cái này đẹp này, chị Phương Lan. Chị Phương Lan lấy cái này nè, chị Phương Lan. Quảng Châu siêu cấp, cô tông hai da, Quảng Châu siêu cấp nha. Hàng này là hàng thêu nữa. Rồi em để cho mọi người con này giá 75 ngàn. Hàng thêu nha. Màu đen nha.
Rồi cho dâu mã đen đi mọi người, free size. Đen 75 nha. Hai cái luôn, dâu chừa cho cháu dâu một cái kìa. Nè, đẹp lắm á, đẹp lắm, hai cái hai màu. Chừa cho cháu dâu một cái nè. Ok chị nha. Khoác bé mà chị mua cho bé bao nhiêu ký vậy chị Thanh Lam? Chị Thanh Lam ơi, chị mua cho bé bao nhiêu ký? Em có cái quần suông ngố nha, quần suông ngố. Chị nào mua quần này thì biết nó đẹp đúng không? Nó đẹp thiệt mà. Nó xịn thiệt. Rồi cho dâu mã này là mã quần nha. Quần nha, rồi 30. Còn có một cái là sale 30 màu bò. Quần suông ngố nha, dài ngang gối. Ai nhận hàng cũng ưng hết á. Không nghĩ là mua cái quần này được giá 30 ngàn. Form đẹp, vải đẹp nha. Có một cái gì vậy, mặc áo thun trắng thun đen lên là mặc ở nhà được rồi. Quần nha, cho dâu mã quần. Đây là đầm trắng này, chốt mã đầm trắng nè. Đầm này chị Hạnh Nguyên. Đầm này cỡ size 50 kg đổ về nha. Đây, bán đầm này là 220 nè. Hai ngủ ok chị, bán được đầm này là 220 ngàn. Mọi người thấy chưa, tem mạc hàng xịn nè. Rồi cho dâu mã trắng nha, 65. Trắng 65 nha, chị nào lấy trắng comment mã trắng. Trắng 65. Mai được không chị Trang ơi, mai được không? Tại em có khoảng mấy chục cái mà bây giờ em chưa có soạn màu soạn mẫu. Chưa soạn màu soạn mẫu nên là giờ em không biết nó có size gì nữa. Đơn em chị dâu đơn cũ chắc là đi rồi bé ca Mai ơi. Mai được không chị? Mai chị vô, chị kêu em like là em like liền nè. Mai chừng nào chị vô like, chị kêu lên khoác là em lên cho. Để sáng mai em soạn mẫu, soạn màu đã. Giờ kho nó cột từng cục vậy, không biết mẫu nào, size nào. Like nó hơi bị đuối một tí. Mai được không chị? Con này kèm đai nè, có màu cam đất với lại màu đỏ đô. Váy này dễ thương nè, khoảng cỡ dưới 50 kg nha. Mấy chị nha, dưới 50 kg nha. Đó, tay cánh tiêm. Có kèm theo cái dây beo nữa. Có kèm theo cái dây beo nha, có màu cam đất với đỏ đô. Rồi cho dâu mã cam hoặc đỏ nha, 55. Cam hoặc đỏ nặng tay lắm. Nè, nặng tay cực. Cam hoặc đỏ nha, dưới 50 kg. 55 nha, chị nào lấy màu nào comment màu giùm em. Phải nói là nó xịn. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó ha. Dạ, rồi hồng nè. Cổ thêu nè. Chị Hạnh Nguyên nè, hồng dễ thương nè. Chị thích form body nhỏ nhỏ vậy đúng không? Cũng dưới 50 kg á nha, size S nha mọi người, dưới 50 kg. Cổ thêu nha, rồi con này cho dâu 55. Hồng nha, hồng cổ thêu nè. Không có chỗ nào mà bán rẻ vậy luôn. Hồng nha, chị nào lấy hồng comment mã hồng. Đỏ cho bé Thúy. Có một cái màu tím nữa. Cái cổ thêu đó có cái tím nữa nha, chị nào lấy tím chốt tím. Hồng cho Mai Tuyết nè.
Con cái màu vàng nha, chị nào lấy vàng comment mã vàng. Vàng ha, vàng nè. Năm là hết hồng rồi, Trương Phụng ơi lấy vàng được không Trương Phụng? Dễ thương ghê luôn bà. Vàng nha, hết hồng rồi lấy vàng nha Trương Phụng ơi. 55 nha. Quá dễ thương. 55 nha, chị nào lấy vàng comment mã vàng nè. Vàng cổ thêu. Nó có dây kéo đằng sau mặc vô dễ chứ nó không có phải chồng. Vàng nha, chim nào lấy vàng chốt vàng cho dâu đi. Em đổi cổ thêu tím, tím hả? Không biết con có tím không? Đổi vàng cũng được à. Đổi vàng hả? Vậy chị thẩm vàng nè. Cho Mai tiếp màu hồng. Ok. Ơi cái này còn cái màu cam đẹp nè. Cái này còn cái màu cam màu đỏ nha. Ưng cái mã này ghê luôn. 70 ngàn xịn xò. Đó. Nha, 70 ngàn xịn xò đầm yếm, đầm suông á. Đầm suông yếm nha, rộng rãi thoải mái nè. Cho dâu mã yếm, à cho dâu mã cam hoặc là mã đỏ. Dâu có một cái cam, một cái đỏ nha, chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Cam đỏ, cam đỏ. Cái này con cái quần nè chị thẩm giúp cái này đi chế đẹp nè. Quần baggy ống đứng, baggy ống đứng mà vải nó đẹp á. Rồi em có cái em sale con này 45 luôn á. Vải nó xịn giống như quần tây á chế nè. Nè. Mạc của nó xịn giống như là hàng Thái Đá ngày xưa em hay bán á. Thái Đá ngày xưa khoảng cỡ 2 năm nay là không có một cái luôn. Năm đầu tiên khoảng mấy tháng đầu em ra bán là em hốt chắc bán được hơn 1000 cái. Là nó đứt hàng mạc Thái Đá hai mạc hai tem nè. Rồi chị vô mã quần nha, 45. Cỡ 60 cân á, 60 65 cân á. Size XL nha. 56 tới 60 65 cân. Vải đẹp. Ấy da, vải quần tây. Vải quần tây nha, chị nào lấy quần hồng cho vô mã quần hồng. Quần hồng, quần hồng. Quần này size bự chị Hạnh Nguyên ơi, chị lấy cho ai hả? Quần này size bự Kim ơi. Chị lấy cho ai hay sao để chị thẩm nha. Ê có cái này đẹp nè. Áo tay bồng nha. Sao mà vải đẹp dữ vậy ta. Đó một cái áo tay bồng. Kèm thêm một cái chân váy. Chân váy có lót quần nha mọi người. Chân váy này là khoảng cỡ size M á, SM cũng được, cỡ 50 52 cân đổ về á. Cỡ 50 52 cân đổ về nha. Kèm theo một cái áo áo cổ vest màu tím. Rồi cho dâu set này bao nhiêu ta? Set này cho dâu 75 đi mọi người. Tính ra cái áo 40 cái chân váy 35 quá rẻ luôn. Rồi set 75 nha, chị nào lấy set chốt set. Set tím nha, vải đẹp. Mặc nguyên set, mặc tắt set tùy ý mọi người nha. Mà theo vô nghĩ là mặc tắt set đi cho nó dễ thương. Chân váy thì phối với áo thun, áo sơ mi. Rồi con này em có set hồng nè. Quá dễ thương luôn, 65 nha. Dạ. Co giãn thoải mái nha. Quần suông, vải siêu đẹp. Vải thì đẹp nè. Mẫu thì dễ thương nè. Giá thì quá quá yêu luôn á. Trời ơi con nhỏ bán hàng cũng dễ thương mà đúng không? 65 ngàn suy nghĩ gì nữa mấy chị. Dạ ok chị yêu nha. Rồi set hồng giùm dâu, set hồng. Set hồng nha. Cái dây nó buộc buộc nơ ngay vai ấy, dễ thương lắm luôn. 65 ngàn chị nào lấy hồng comment mã hồng. Còn có set à. Hồng.
cho chị Hạnh nè. Hồng có màu xanh nữa, hai màu màu xanh nữa nha, hồng với xanh nha, hồng cho chị Hạnh nè. Em còn xanh nha, chị nào lấy xanh chốt xanh. Rẻ ghê luôn chế. Mấy cái set cầm nặng tay. Rồi một em áo len màu tím 35 đi. Bao xịn, bao dễ thương. Len tím 35 nha, chị nào lấy tím cho dâu mã tím. Tím 35 nè. Tím cổ tim tay bồng. Chị nào lấy tím comment mã tím giùm em. Tím 35. Túi xách. Quần tây. Chân váy nè, em còn cái chân váy size bự này chị Thẩm. Dạ không? Size XL nha, cỡ 55 tới 60 con. Chân váy Dũng Sơn còn cái nè, sang chưa? Chân váy Dũng Sơn nha, rồi con này còn cái sale 70. Dũng Sơn nha, chân váy Dũng Sơn hàng cao cấp. Sale 70 nha, chị nào lấy chân váy chốt chân váy size XL. Đây, tầm ngang gối á. Form xòe sang lắm luôn mọi người coi nè. Tầm ngang gối nha. Size gì dâu, size XL lận 55 tới 60 cân lận. Mà đẹp lắm, vải xịn ghê luôn. Nếu mà trúc mặt thì cỡ bóp eo chút xíu à. Trúc mà mặc là bóp eo chút xíu siêu thôi, đẹp lắm luôn. Chân váy nha, chị nào lấy chân váy chốt mã chân váy nè, chân váy Dũng Sơn này quá sang luôn. Vải đẹp, form đẹp, chất đẹp, mọi người yên tâm. Dâu bán hết rồi, bán sạch xanh rồi, hồi đã nó đủ size SML XL hết sạch đó. Trong đây nó còn có một cái cuối cùng. Rồi cho dâu mã chân váy nha. Chân váy, chân váy. Váy eo 76 dạ, mặc chắc hơi rộng đó chị. Eo 76 chắc hơi rộng tí á. Khách em thì 76 mặc được. Khách em eo 76 mặc được. Mà chị là em thấy eo làm gì 76 dữ vậy chị Lan. Chị cũng cỡ. Sao mà eo 76 dữ vậy? Hết rồi Huỳnh Trúc ơi, không còn cái nào đâu. Cái này là cái cuối cùng, không có cái nào dài qua gối chị yêu ơi, tầm ngang gối hoặc là vừa qua khỏi gối. Mà cỡ cỡ chị em mình là mặc vừa qua khỏi gối á. Sang lắm, chế có thể là bóp eo chút xíu thôi. Khách nhà dâu giống như chị Lê Mai. Chị Lê Mai là eo 76. Chị Lê Mai eo 76, 56 cân, cao 1m63. Cũng mặc size XL mà. Vậy chắc vừa chị. Tại vì chị Lê Mai eo 76, cao 1m63, nặng 56 cân, cũng mặc size XL không à. Vậy để chị nha. Eo 76 là mặc ok, em tưởng chị em mới không tin. Em mới nói eo chị 76 mà sao nhìn chị cũng nhỏ mà. Sao eo sao 76 dữ vậy. Nếu mà em của chị mặc thì ok. Vậy để chị cái này nha. Ok chị yêu. Rồi cho dâu mã khoác len màu cam nha. Khoác len màu cam bao nhiêu được ta, 35 luôn đi ha. Khoác len màu cam free size nè. Khoác len màu cam nha, mọi người có thể mặc áo kiểu, còn không thì mặc áo khoác nha. Dạ chị, rồi cho dâu mã khoác cam. Nó thêu chữ cam đào, cam nu, màu nhẹ nhàng. Cam nu, cam nu. Rồi em like hai cái này xong em nghĩ cho mọi người. Cái này xịn nè, hàng Quảng Châu nè. Eo chị 66 hà, dạ bữa giờ em thấy chị còn nhỏ con hơn em nữa. Cái này xịn nè chị Thẩm, dứt đi. Ở ngoài con này phải bán tầm cỡ 180, 160, 180 á. Em bán con này mọi người 65 nha sale. Hàng Quảng Châu xịn, cô tông hai da, hàng Quảng Châu xịn sò. Đây là màu xám và màu xanh nha. Túi thêu hàng Quảng Châu free size. Mặc thả, mặc đóng thùng gì đều được. Đây, bao đẹp luôn. 65 thôi, thêu nha mọi người, thêu. Cô tông hai da, bao mịn, mịn xịn sò. Ok chị, có hai cái thì giúp cho chị vì quá rẻ. Hết xám còn xanh nha, bé Cam Mai lấy xanh đi nè, đẹp chưa. Rồi xanh nha, chị nào lấy xanh chốt xanh. Đó, Quảng Châu siêu phẩm, trời ơi màu ngọt ghê chưa. Xanh nha, chị nào lấy xanh comment mã xanh nè.
Đây, mấy anh chị ơi. Xanh nha. Màu đẹp ha. Xanh đi. Dâu còn cái xanh này lấy xanh nha Cam ơi. Hiếm lắm, ở ngoài thị trường hầu như không có mẫu này đâu, yên tâm khỏi sợ đụng hàng. Còn cái xanh nha, ok ông Cam ơi, lấy xanh nha. Xanh ngọc ngọc, min min xanh bạc hà. Ok. Xanh. Ủa bà Phụng ơi, cái này nó đâu có, Trương Phụng ơi, cái này nó đâu có ấy đâu, nó đâu có màu màu tím đâu, màu vàng à Phụng ơi, lấy màu vàng được không? Trời ơi, dâu tưởng tím mà không phải tím, vàng. Trương Phụng ơi, cái này nè 55.000 nè, lấy màu vàng nha, màu tím không có. Lộn á. Màu tím là qua mẫu khác rồi, qua áo 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 hoa rồi. Bà Trương Phụng còn coi lam vậy? Lấy đầm vàng được không? Chân váy đẹp nè, Huỳnh Trúc nè. Size này là của Huỳnh Trúc luôn nè, Huỳnh Trúc. Huỳnh Trúc đâu rồi? Size L. Size L, size L nha, có lót quần. Rồi chân váy sọc nha, hàng Quảng Châu á, nội địa Trung. Sang chưa? Chân váy sang chưa? Cho dâu bao nhiêu ta? 69. Nha, chân váy sang chưa nè, có một cái à. Lót quần phía trong nha, đi công sở được vì nó dài cũng gần như dâu cao 1m56 là nó dài khoảng cỡ 10 phân nữa là tới đầu gối. Khoảng 10 phân nữa là tới đầu gối nha. Rồi chị nào lấy xám cho dâu mã xám. Chân váy xám. Chân váy xám nha, hàng nội địa Trung nha. Lấy đi, ok. Đầm vàng em vừa không, không vừa rồi bêu la. Ê, đầm hoa nhiều mẫu, đầm hoa mẫu này đẹp nè bêu la. Để dâu lên cho coi mẫu này nha, đầm hoa cỡ này em mặc mới đẹp mà sang nữa. Dâu bán 85.000 bao rẻ. À. Ôi mà bự hơn chút, bà cao mét 7 mấy, bà mặc cái này ngắn đó bà ơi. Để chị thẩm đi, bà cao tới mét 7 mấy lần. Sorry. Đây nè. Con này ở ngoài đi mua là 200 mấy chắc luôn. Mút ngực nha, tay bồng, bao sang, dâu để bà 85.000. Rồi dâu bán 85.000 nha. Mút ngực, cổ vuông, tay bồng 85. Bao sang nha. Bèo la mặc con này đi em. Không xịn. Phải nói là quá xịn sò luôn so với giá 85.000. Vải đẹp nữa, không sợ xù, không sợ nhão, không sợ nhăn. Mút ngực hẳn hoi, tay bồng nha. Đây nè, tay bồng nè. Thấy không? Tay bồng nè. Rồi cho dâu mã đầm, có túi nữa. Có túi nữa. Ủa bà cao 1m65 ngắn chứ lộn, sorry. Ngắn 1m65 lần hơi ngắn tí. Rồi mã đầm nha, chị nào lấy đầm cho dâu mã đầm. Con này là ren nha, ren cũng có một cái rồi 60 đi. Ren đẹp này chị thẩm. Đầm ok. Nè ren xịn nè, hai lớp nè. Quá xịn sò luôn. Rồi ren nha, ren 60 nặng lắm, nặng tay lắm luôn. Cỡ size cỡ 53 cân đổ về. Con này cỡ 52 53 cân đổ về. Cho dâu mã ren nha, 60. Reno 60. Ren cho chị Phương Lan. Bữa nay coi like trễ vậy chế. Chế yêu, bữa nay coi like trễ vậy. Chồng không cho ngủ hả? Sao nay thức coi like em giờ này? Ok nha. Rồi đỏ nha, siêu phẩm đỏ đây nè. Bé Thu nè, lấy con này đi Thu. Đây. Cỡ size 50 cân đổ về, size S nha mọi người. Đó, đỏ tay bồng, cổ vuông tay bồng. Vải quá xuất sắc. Hàng Quảng Châu, vải bao xuất sắc nha. Bộ đồ chị qua bên này, mai chị lấy nha. Ok. Hình như có 3 cái đúng không? Một cái nữa là gì ta? Ê, một cái nữa là, à đây rồi. Ok chị nha, có 3 cái, ok.
chồng chị đi công tác rồi, dây kéo đằng sau dễ mặc nè nha, đỏ đô ấu đỏ nè, đẹp quá. Cho dâu bao nhiêu ta, 60 đi chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Vải đẹp nè, tay bồng mọi người thấy không, cổ vuông không có một vết nhăn luôn, không có một nếp nhăn luôn ha. Đỏ 60, đỏ 60. Em thấy có ba hà, hình như là ba cái, một cái chân váy, một cái áo len với lại một cái đầm hà. Ba đúng không? Chị nhớ còn cái nào không? Chị em nhớ còn cái đó hà. Chân váy xếp ly. Này để cho nhỏ con gái đi. Dạ đúng rồi, áo len, cái chân váy với lại cái đầm. Còn cái nào nữa hả chế? À áo thun đen theo, đúng rồi. Chị không nhắc cái đó là em quên kìa. Còn mấy con áo này mà em quên nè. Còn đầm ren nào không chị? Còn. Còn nha em. Đây. Rồi. Áo Quảng Châu, áo Bánh Bèo, áo Tiểu Thư. Đây cho dâu mã này là mã nâu hoặc là mã đen. Em để con này cho mọi người 65. Nâu hoặc là đen nha, đẹp nè mọi người. Nâu hoặc là đen nha, 65 ngàn. Nâu hoặc là đen nha, áo Tiểu Thư. Chị nào lấy màu nào comment màu đỏ áo Quảng Châu ha. Quảng Châu, chị nào lấy màu nào comment dùm dâu, nãy giờ quên lên áo kiểu. Nãy giờ quên lên á. Rồi nâu với đen nha, chị nào lấy màu nào comment dùm em đi. Nâu đen 65 ngàn. Dạ em để ra rồi, em để cho chị rồi. Nâu đen. Xanh đẹp nè, còn hai cái à. 85. Mấy cái con này á, mẫu đẹp, mặc lên đẹp, form đẹp mà cái chất nó mát, thích lắm luôn. Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Xanh 85 ha. Cái màu nó ngọt, màu nó mát, dễ chịu á. Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt xanh. Rồi nghỉ nha mấy anh chim ơi. Nghỉ nha, chưa mai gặp mọi người. Chưa mai gặp mọi người ha. Xanh cho chị Thẩm. Chị Lê Mai này. Xong rồi chị Phương Lan này. Sáu mươi ký đổ về nha Lý Kim Xuyến, 60 ký đổ về. Em có cái chân váy xịn nè, chân váy size L nha, chân váy quảng hàng nội địa Trung á, nội địa Trung nha, chân váy xám. Nội địa Trung nha, con này Trúc mặc đẹp này Trúc, Trúc ơi Trúc à. Trúc ơi, con này là mặc đẹp nè. Cái form nó, ủa cái nó bằng cái con hồi đợt lấy của dâu, cái sọc sọc á. Rồi cho dâu mẫu chân váy xám nha. Em bán con này cho mọi người 69 đi. 69 nha, áo xanh Lê Kim Xuyến. Rồi khách mới lên số điện thoại địa chỉ dùm dâu nha. Lê Kim Xuyến lên số điện thoại địa chỉ dùm dâu nha người đẹp. Mã xám nha, chị nào lấy xám chốt mã xám nè. L ok. Ok nha.
bảy rồi mọi người, hết trên bảy nha. Thi con chị được không? Dạ không, cái mẫu đó thi nó mặc rộng á chị Phương. Rồi quần đỏ nha, quần kaki đẹp nè. Chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ, con này size S. Khoảng 4 mấy cân á, 47 48 cân đổ về. Chị nào lấy đỏ cho em mã đỏ nha, rồi 30 đi con cái à. Bán 30 luôn. Đỏ 30 đẹp nha, vải kaki dày. Quần dạng quần gọi là quần gì ta? Quần gì quên mất rồi. Ok kim xuyến. Rồi mã quần đỏ nha. 30 chị nào lấy đỏ cho em mã đỏ. Áo kiểu nhiều lắm, áo kiểu nhiều mẫu cưng lắm. Giờ em không lên, không có thời gian lên. Đỏ cho chị hả? Nha, em có set nhung màu tím, màu xanh với lại màu nâu, ba màu. Set siêu cấp nè, set đẹp nè chị Hạnh. Phan nè. Nhung nha. Nhung nâu hàng Quảng Châu xịn. Màu này là màu xanh rêu. Xanh cổ vịt đó với lại màu tím. Chị nào lấy màu nào comment giùm em. Nhung ha. Form nó cỡ khoảng 52 cân, 53 cân đổ về thôi. SM nha mọi người, 52 53 cân đổ về nha. Rồi. Set cho em 65 đi, quá xịn luôn. Quá xịn nha. Nhung màu tím này, cho vô mã set tím hoặc là set xanh. Hoặc là set nâu nha, 3 set 3 màu. 3 kiểu. Hàng thêu xịn. Đẹp quá, nhung xịn lắm luôn. Sang nữa chứ. Xanh nè. Nâu nè. Nâu cho Thanh Tuyền. Hàng em đi rồi bé. Đi rồi bé yêu ơi. Em hết nâu nha, hết nâu rồi mọi người. Trời ơi, tao nói nó sang. Hết nâu rồi chị Hạnh ơi, lấy màu khác giùm em đi. Tím hoặc là cổ vịt đi chế. Hết nâu rồi. Tím hoặc là cổ vịt nha chế ơi, hết nâu rồi. À đổi xanh hả, ok. Vậy là để chị Hồng Hạnh nha. Đổi xanh. May quá. Chị Hạnh có sát xanh nha. Chị Hạnh yêu. Chị Hạnh có sát nâu nha chị Hạnh ơi. Rồi em còn sát tím. Chị nào lấy tím chốt tím nè. Dạ có. Chờ em xíu đi chế. Áo kiểu nè. Tại mấy bữa em like áo kiểu mà không thấy chị coi. Chứ ngày nào em cũng like áo kiểu mà. Ngày nào cũng like áo kiểu hết. Ghiền em gần chết nhưng mấy hôm nay chị bận. Dạ chị. Em đang
có cái đầm này, đầm len đẹp này, len hồng nha, quá cưng luôn rồi, 70 nha, chị nào lấy hồng chốt hồng. Này siêu ngọt luôn, đầm len hồng resize nha, chị nào lấy hồng cho dâu mạ hồng. Áo sơ mi hoa, trời ơi chị Hoài Đỗ ơi, em có nhiều lắm chị ơi, áo hoa em có nhiều mẫu lắm, mà bây giờ gần em sắp nghỉ rồi, em sẽ lên cho mọi người vài mẫu thôi nha. Rồi cho dâu mạ hồng nha, đầm len có một cái nè. Ủa chị Phương Lan ơi, lấy cho con gái chị đi, dễ thương lắm luôn á, vừa rẻ vừa xịn nè chị, vừa rẻ vừa xịn nè. Hồng nha, chị nào lấy hồng cho em mạ hồng, đẹp ghê luôn, đẹp lắm luôn. Hồng ok chị. Hết rồi mọi người. Đây nè, để em lên cho chị coi nè. Áo hoa. Đây nè chị. Cho chị coi nha. Cái này em còn cái màu tím với cái màu xanh. Rất là đẹp luôn chị yêu. Rồi em để con này 85 ngàn. Không đẹp, không xịn, không dễ thương. À, mắng vốn em thoải mái luôn á, mát nữa chứ, tiểu thư nữa chứ, bao trẻ luôn. Rồi hoa xanh, hoa tím, cái vàng nút nó đẹp lắm, cái vàng nút nó rất là đẹp. Chị nào lấy xanh cho em mã xanh nha. Đó, tiểu thư cực kỳ. Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt xanh hoặc là lấy tím, comment mã tím nè. Màu nào cũng ngọt. Quảng Châu xịn sò. Rồi, ai lấy màu nào chốt màu đó nha. Mai giúp cho em cái quần jean nam 32 nữa. À, nhưng mà quần dài hay là quần lửng em gái? Jean nam là có quần dài với quần lửng, với lại hoa xanh cho chị Mai nè. Với lại nó không phải là quần ống ôm đâu nha, nó là quần ống suông suông á. Nói chung là không phải là hàng tin. Không phải là hàng tin nha. Xanh hả? Cỡ size chị á, 60kg đổ về chị yêu. Không biết còn xanh nhưng em còn cái tím, mà màu tím đẹp mà. Hoa tím đẹp lắm luôn. Hoa tím đẹp lắm chế. Xếp bếp nè. Đây rồi, thấy cái tím cho bà Phục đây rồi. Hết xanh rồi chị ơi, còn có cái tím à, chị lấy tím được không? Một dài một lửng, ok em, 3233 đều được rồi, ok em gái. Ờ ok nha, mai rảnh mới chụp được không? Chắc không chụp được đâu. Để trong cái bao kia mà nó chụp trên dưới một đống mẫu không biết cái nào luôn. Lôi ra chắc chết luôn á, đuối luôn. Sơ mi. Rồi. Đây áo này đẹp nè. Dứt áo này đi chế nè. À ok. Cái này đẹp nè chị Hoài Đỗ, chị lấy cái này đi. Màu sang nữa. Con này là 101 nha, em còn có 2 cái. Còn đúng 2 cái mẫu này hết sạch hàng. Rồi, hoa nâu nha, 101 nè. Vải đã lắm, mát mịn. Không bao giờ phải ủi luôn, mấy chị yên tâm. Đây, thêu nha, chỗ này nè. Trẻ lắm, mặt cưng lắm luôn. Rồi với dâu mã hoa nâu đi, em còn hai cái hết sạch rồi, hết màu rồi. Hoa nha, hoa nâu, ok chị Lê Mai một cái nè. Hoa nâu nha, chị nào lấy hoa nâu chốt hoa nâu. Sang. Nâu cho chị Thẩm một cái nè. Em còn cái nha, nâu còn cái cuối cùng á, nâu còn một cái cuối cùng.
Rồi hoa này là hoa kem đẹp lắm luôn, 95.000, còn đúng hai cái, hai ba cái gì, nói chung là còn vài cái à. Chị lấy qua mã này nè chị Hoài Đỗ tiểu thư nha. Rồi chị vô mã này là mã 95 đi, vải đẹp ghê, vải không đẹp không xịn, hoàn về cho mọi người. Chị với chị Thẩm là giống nhau, thích là mua liền giá đây nè, hoa tiểu thư nha, vải đã lắm luôn á. Rồi cho dâu mã này là mã 95 nha, hoa tiểu thư nè, đẹp hơn vải hoa mẫu cũ nhiều, mẫu cũ của 2 năm trước nó cũng tương tự. Chị nha, chị mẫu nào vậy, mã 95 á hả, nâu đỏ nhiêu ký vừa, Huyền Hà ơi, nâu đỏ 60 cân đổ về là mặc vừa, mặc đẹp hết cho dâu, 40 cân tới 60 cân là mặc đẹp rồi, cỡ như dâu là mặc thả thì nó không đẹp vì nó hơi rộng, là dâu bắt buộc phải đóng thùng vì dâu có 43 kg thôi, còn cỡ năm mấy 60 kg là mặc thả, là mặc đặt đóng thùng, mặc thả gì đều đẹp rồi. Chắc là mai phải bới tóc lên. Mã 95 ok, đẹp lắm luôn chế, đẹp lắm, 95.000, vừa trẻ vừa rẻ vừa xinh á, mặc áo thì bền á. Lấy nâu cho em, ok em gái. Rồi sơ mi trắng có một cái này, chị nào dứt luôn đi nè, hàng Quảng Châu nha, để con này cho mọi người 60.000, siêu đẹp, bao đẹp bao rẻ nè, 60 kg đổ về là em bao mặc vừa nha, 60 cân đổ về bao mặc đẹp luôn chứ không phải vừa nữa. Cái cổ nó lạ, cái cổ nó nhúng nè. Rồi sơ mi Quảng Châu xịn, sơ mi quốc dân nè, cho dâu mã trắng nha, trắng 60, trắng 60 nha, một cái cuối cùng. Chị nào lấy trắng comment mã trắng, rồi hết mã này em nghỉ nha mấy chim ơi. Kêu nghỉ nãy giờ mà dây thun nãy giờ. Mai nha, hẹn mọi người mai đi à, sáng mai em tách hàng cho sỉ xong, một là sẽ like quần tây chân váy, hai là sẽ like thập cẩm, ba là sẽ like like dây lưng nam full box mẫu mới, hộp sổ thẻ cạc hàng Quảng Châu mẫu mới á, với lại giày giày nha. Hết sơ mi rồi, không biết là để mai sáng mai em soạn hàng em tắt đơn cho sỉ rồi tiệm cái gì thì like cái đó vô thông báo cho mọi người sau nha. Ok nha mọi người, mai nha, mai mua sau nha. Kim Xuyến thôi, để nhường Kim Xuyến cái áo này nha, chị Lê Mai. Kim Xuyến nãy giờ được có một cái à, cái này cho Kim Xuyến nha. Chưa mai mấy giờ chị ghé được em, dạ tầm chắc em nghĩ là em soạn hàng xong chắc cũng cỡ 9-10 giờ, cỡ 10 giờ chị ghé được không? Dạ em còn nhiều lắm, em còn nhiều áo đẹp lắm. Để, nhưng mà chị thích áo hoa hay là áo áo kiểu cũng được, hoặc là mẫu như em này chị yêu ơi, mẫu như em này còn có hình như là còn một hoặc hai cái cuối cùng, màu này màu tây này này là hết rồi đó. Vì chị về quê. Dạ khoảng cỡ 10 giờ chị ghé được không? Qua 12 giờ. Qua 12 giờ hả? Ừ ok chị, để sáng mai em làm bill sẵn, tại 12 giờ tầm đó em đang live á, mà em làm bill sẵn chị ghé lấy thôi. Quần sọt, mẫu nào đẹp trẻ thì có mấy mẫu giống như em thôi. Con này em có màu hồng với lại màu kem đẹp này. Sơ mi có sơ mi sọc khoác hả? Sọc khác hả? Sơ mi sọc khoác là sao chị? Sọc khác hay là sọc khoác? Con này xịn nè, vừa xinh vừa xịn. Chị lấy đi chị Hoài Đỗ. Có màu hồng với lại màu, màu này gọi là màu, màu da, màu be nha. Hàng Quảng Châu siêu cấp nha mọi người, nhìn chất vải là biết nó xịn rồi. Nhìn cái vải nó thêu kỳ công như vậy là biết nó xịn rồi. Rồi hai màu nha, bán con này cho mọi người trăm, màu trắng này là 135, màu hồng là 139. Màu be là 135 nha, màu hồng là 139. Xịn lắm.
Chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm em nha. 60 kg đổ về là vô bao mặt đẹp. 40 cân tới 60 cân. Chị nào 40, 50 cân, 50 cân đổ về thì bắt buộc mọi người phải mặc đóng thùng. Nó mới dễ thương. Nếu như mà không thích mặc rộng. Còn nếu như mà chị nào trên 50 cân tới 60 cân là có thể mặc thả rồi không cần đóng thùng. Chị Phương Lan nè. Áo đẹp ghê luôn chị ơi, áo đẹp lắm. Sờ là thấy phê rồi, thấy sướng tay rồi. Hồng nha, chị nào lấy màu nào comment màu đó giùm em. Hồng trắng nha, hai màu. Chị nào lấy màu nào comment màu đó. Con này hồi chưa vô mặt like cũng dễ thương nè. Con này hồi chưa vô mặt like cũng dễ thương lắm, gần hết màu rồi nè mọi người. Nâu với trắng 101 này. Bèo tiểu thư. Chưa vô mặt còn có mấy cái à. Vải siêu đẹp luôn mấy anh chị ơi, vải quá trời đẹp luôn. Chị áo hoa mẫu của V, giờ em để chị áo hoa mẫu của V rồi, em dùng đơn cho chị mà, chị yên tâm nha. Mấy nữ nhiều nhiều rồi đi nè. May kỳ công lắm, may tỉ mỉ lắm. Vải đẹp, form đẹp. Em nói là mặc mấy cái này mọi người không cần phải ủi đâu, yên tâm. Nè, khui ở trong bao ra còn không thấy nếp nhăn nữa. Không cần phải ủi nha. Nè, xếp ly kỳ công lắm luôn, cái tay của nó này. Rồi con này 101 nha, Quảng Châu. Vải đã lắm, mát, có màu trắng với màu nâu à. Trắng nâu 101, chị nào lấy màu nào chốt giùm em. Mềm, dày mềm mịn mượt. Hàng xưởng mà lên là nó khô lắm. Hàng xưởng nó khô. Mọi người sờ là cái tay nó rát rát. Cái chất nó không có rũ, không có đẹp như vậy đâu. 101 nha. Còn có mấy cái. Rồi em nghĩ nha mấy chế, mai nha. Chị Hoài Đỗ ơi, chưa mai nha chị. Chưa mai tầm 11 giờ gì đó, cỡ đó vô like. Chưa mai nha chị yêu. Em nghĩ nha mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon mơ đẹp. À, chị nào coi mắt nước không em lên cho, còn không là coi lại like em nha. Mắt nước dâu đang xài này 50 ngàn một cây mà đẹp lắm. 50 ngàn một cây mắt nước dâu xài thôi. Cả ngày hôm nay không xem dâu like được, lỡ mất nhiều món rồi đây. Dạ lỡ nhiều lắm chị. Rất rất là nhiều. Mai nha chế. Mai nha, chưa mai dâu like chế ơi. Like mấy nữa em lại nghỉ rồi. Nó nhức đầu á, like thường xuyên chịu không có nổi. Nên là chắc like khoảng tuần rồi lại nghỉ một thời gian. Tính vậy đó. Bye bye cả nhà.